Loan năm nay đã hơn 30 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn bảo là quá lứa lỡ thì, vậy mà Loan vẫn một mình. Loan không sinh chỉ được cái ưa nhìn và nấu ăn ngon, đấy là theo nhận xét của anh em trong nhà máy. Mỗi khi chị nấu ăn, chị luôn đảm bảo rằng anh em công nhân luôn được ăn no và ngon nhất. Tính chị thì hiền lành, ai hỏi gì cũng chỉ cười rồi trả lời nhỏ nhẹ. Ai đói xin thêm đồ ăn, chị cũng vui vẻ cho thêm. Lão Hùng vừa nói, vừa nhai tóp tép miếng thịt diêm nói. Từ ngày cái con Loan về đây nấu ăn, là tao thấy sướng hơn bao nhiêu. Trước cái bà tám béo nấu ăn, món nào đỡ thì chỉ hơi nhạt, còn lại món nào cũng mặn như là cho cả nửa lọ muối, mà thấy lúc nào cũng như đâm lê. Thằng Trương cũng gật gù. Bác nói đúng đấy, mà cái Loan nó nấu ăn ngon, lại còn hiền lành, không biết đã có mối nào chưa. Tao mà không vướng mụ béo ở nhà ấy, là chết với tao rồi. Nghe thằng Trương nói vậy, Lực khẽ liếc mắt nhìn qua chị Loan. Thân hình đẫy đà và nụ cười hiền của chị lấp ló sau tấm kính mờ mờ. Chị vừa múc cơm, vừa lấy tay lau vội mồ hôi. Lực thích chị Loan lắm. Từ ngày chị về đây, cái miệng của anh ăn gì cũng ngon hơn. Kể từ khi anh ăn cơm chị nấu, anh thấy mình phấn chấn kỳ lạ. Với lại anh thấy chị cũng xinh xinh, cái má hay hay đỏ và đôi mắt hẹp cứ cười mãi, khiến cho anh mê mệt. Lực lân la hỏi thăm thì biết chị Loan chưa có chồng. Anh vui như mở cờ trong bụng. Lực ấp úng hỏi xin số điện thoại của chị Loan. Bà Hồng nhìn anh nghi ngờ. Mày xin số điện thoại của nó làm cái gì? Cháu có việc thôi ạ. Mày mà quấy rầy nó thì đừng có trách tao đấy. Còn Loan ý là đứa hiền lành. Một thân một mình ở đây kiếm sống vất vả, không phải là cái loại cho bọn con trai tụi mày bỡn cợt đâu. Thôi, có việc thì tao cho, chứ xin sảng bậy là không có được đâu đấy. Bà Hồng nói một thôi một hồi, rồi cũng rút cái điện thoại cũ mềm của bà ra, nheo nheo mắt tìm số của Loan, rồi đọc lại cho Lực. Anh cúi đầu cảm ơn bà, rồi chạy biến đi. Tối đến, Lực làm vắt tay lên trán suy nghĩ. Anh trần trọc mãi chẳng ngủ được. Cái nhà máy mà anh đang làm có đến cả mấy trăm người, trai gái đủ cả, thế nhưng anh chưa từng thấy ai làm anh thích như chị Loan. Chào ôi, người gì đâu mà đảm đang đến thế. Anh cũng đã đôi lần thử bắt chuyện với chị khi đi lấy cơm, thế nhưng những lúc đó chị chỉ đáp lại lời anh một cách xã giao, rồi lại luôn tay múc cơm, múc đồ ăn cho người khác. Thế nên hôm nay anh mới phải xin số điện thoại của chị. Nghĩ đến đây, anh lại lôi cái điện thoại cũ đã vỡ màn hình ra ngắm ngắm nghía nghía. Anh muốn nhắn tin cho chị, thế nhưng nhắn gì bây giờ? Anh cứ nằm suy nghĩ mãi, lại đắn đo, lại cân nhắc. Cuối cùng anh đánh bạo nhắn cho chị. Lực thích Loan lắm, khi nào mình đi uống cà phê nhá. Ôi chao, cái tin nhắn sao mà sỗ sàng như thế. Ai đời chưa gì đã bảo thích lắm. Nhưng đối với người cục mịch như anh, lại chỉ mới học hết lớp 8, thì anh thấy cũng tạm được rồi. Thế nhưng khi anh nhắn tin cho chị xong, anh lại ngại ngần khi đối mặt với chị. Lực lo rằng nếu chị biết người nhắn tin là anh, sẽ từ chối anh, sẽ nói anh không đàng hoàng vì chị hơn anh một tuổi, hay là vì chị đã có người yêu. Đúng vậy, chị chưa chồng, thế nhưng nhỡ đâu chị đã có người yêu thì sao? Nghĩ thế cho nên sáng nay đến công ty, trong giờ làm Lực cứ thấp thỏm không yên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Tới giờ ăn, anh vừa đi vừa rút lẩy bẩy, lão Hùng Dâu phải nhắc. Mày đi nhanh cái chân lên, không lát chỉ còn nước kho thôi đấy. Anh ậm ừ rồi cũng nhanh chân chen vào hàng người đang lũ lượt xếp hàng lấy đồ ăn. Gần đến lượt mình, tay anh đổ mồ hôi lạnh, khay đồ ăn được múc đầy ắp. Anh lấn lá đứng lại dẹp sang một bên. Thế nhưng chị Loan vẫn như không có gì xảy ra, vẫn tươi cười niềm nở với mọi người, vẫn nhanh tay múc từng món ăn nóng hổi bày trên bàn để anh em trong nhà máy thưởng thức, bỏ mặc anh đứng sớ dớ kế bên. Anh ngạc nhiên, phải chăng chị chưa hề nhận được tin nhắn của anh, hay là bà Hồng đọc sai số của chị cho anh? Tối đó, anh lại lăn lộn trên cái lệm mỏng cáu bẩn trong phòng trọ ẩm bóc. Anh quyết tâm làm rõ chuyện này. Anh cũng gửi lại cho chị một tin nhắn y chang hôm qua, và rồi anh cũng nhận lại từ chị thái độ y chang như tin nhắn đầu. Mặc anh đứng được ra một góc, Loan vẫn niềm nở với những người khác. Lão Trương thấy hai hôm nay anh là lạ, lên đánh tiếng hỏi.
Dạo này mày bị làm sao thế hả Lộc? Tao thấy mày lấy đồ ăn xong, không lo ăn, cứ đứng sớ sớ chỗ bếp làm cái gì? Anh chột dạ, cúi gằm mặt và vội đĩa cơm nhai ngấu nghiến, như người bị bỏ đói lâu ngày. Lão Hùng Dâu nháy mắt. Hay là mày tính cua con Loan? Thế thì phải nhanh tay. Mấy cái lão bên chuyện khác cũng đang ngấp nghé nó đấy. Lực không nói cũng chẳng dám thừa nhận. Lỡ đầu chị không đồng ý anh, thì mấy anh em có mà trêu anh chết. Thế nhưng sao anh nhắn tin mà chị chẳng trả lời anh? Tức quá, lấy hết can đảm, anh lấn lá đợi mọi người đi nghỉ trưa. Rồi nhân lúc không còn ai dưới bếp, anh mới lân la hỏi. Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Loan đang lúi húi xếp lại đống bát đũa để lát rửa. Nghe anh hỏi thì ngơ ngác quay lại nhìn. Anh nhắn tin gì cho em à? Lực há hốc miệng. Anh không biết chị nói đùa hay nói thật. Tin nhắn quan trọng thế mà chị lại không biết. Anh trả lời. Thì tin nhắn rủ đi cà phê đấy. Anh nhắn cho em tới 2 lần kia. Loan nheo mắt nhìn anh. Nhiều người nhắn tin rủ đi cà phê lắm. Ai biết anh nhắn lúc nào? Nghe chị nói thế, anh lại càng sốt ruột. Hóa ra có nhiều người thích chị đến thế. Lão Hùng Dâu nói đúng, không nhanh thì anh mất chị thật. Anh mặt đỏ tía tai, lắp bắp nói. Anh có bảo anh thích em nữa. Chị tủm tỉm cười, rửa tay rồi đứng dậy. Hóa ra tin nhắn ấy là của anh à? Em cứ tưởng người khác nhắn tin nhầm vào máy của em chứ. Mặt anh đần thối, lỡ rồi cho nên anh hỏi luôn. Vậy em nghĩ sao về anh? Loan cười nhìn anh một lượt rồi bảo. Cho em thời gian suy nghĩ nhá. Thời gian suy nghĩ của chị cũng không dài lắm, khoảng 1 tháng mà thôi. Thế nhưng trong thời gian 1 tháng ấy, anh như biến thành một người khác, lúc nào cũng có mặt dưới bếp để đỡ đần cho chị những bịch rau, thịt khi mà chị trở nặng. Lúc thì lại giúp chị rửa đống bát đũa to đùng. Lực cười hề hề bảo, con gái mà làm mấy cái việc này thì còn gì đã đôi tay mềm mại nữa. Anh nói vậy, thế nhưng đã được nắm tay chị bao giờ đâu. Thế nhưng vẫn đều như vắt chanh, ăn xong là anh lại hăm hở vào bếp, phụ chị rửa bát xong xuôi mới vội vã vào ca làm. Thói quen này khi đã thành vợ chồng, anh vẫn tiếp tục thực hiện. Một phần vì anh quen rồi, một phần vì anh muốn giúp đỡ cho vợ của mình những công việc lặng nhọc. Đối với anh bây giờ, yêu được chị và được yêu chị đã là hạnh phúc. Chị khác với người yêu cũ trước kia của anh. Người yêu cũ của anh là Phương. Phương không đẹp nhưng rất anh diện. Lực quen Phương trong một lần đi sinh nhật bạn. Phương bảo cô làm ở tiệm cắt tóc. Mái tóc của Phương được thay đổi liên tục. Lúc đỏ rực như mặt trời, lúc lại tím ngắt như màu hoa bằng lăng. Lực hỏi thì Phương bảo do tính chất công việc. Lực cũng ậm ừ cho qua, mặc dù anh chẳng thích nổi mấy màu tóc lòe loẹt kia lắm. Phương lúc nào đi chơi với anh cũng mặc mấy cái quần đùi ngắn ngủn, rách te tua. Mấy cái áo bó chít lấy người, chỉ cần khẽ đưa tay lên là lòi cả rốn. Lực nhấp mặt bảo kỳ cục quá. Phương chỉ cười cười, bảo anh sao mà nhà quê. Lực yêu Phương là thật lòng. Phương muốn gì anh cũng cố mua cho. Thế nhưng Phương lại là người thực dụng. Khi Lực có tiền thì cô ngọt nhạt bảo yêu. Thế nhưng hễ cứ đến cuối tháng Lực hết tiền là Phương dở mặt ngay. Cô trẻ môi khi Lực rủ đi uống nước mía ở bờ kè. Ai đời ăn mặc trang điểm xinh đẹp để đi uống nước mía bao giờ? Đỉnh điểm Phương muốn Lực mua cho cái xe máy đời mới. Lực hỏi, bao nhiêu tiền vậy em? Phương đáp gọn lỏn, 120 triệu. Mai mình đi mua nhá anh. Lực há hốc miệng. Lương 1 tháng nếu tăng ca đều đặn của anh cũng chỉ chưa có đầy 20 triệu. Anh lúng túng nói với cô. Sao đắt thế em? Hay mình mua cái nào rẻ một chút? Sau này có tiền rồi, mình mua cái này sau. Sau này là sau này thế nào? Anh tiếc tiền với tôi đấy à? Không phải. Thế nhưng số tiền như vậy anh không có sẵn. Lương của anh tháng nào cũng đưa cho em hơn một nửa rồi. Còn ăn uống hàng quán nữa, anh chẳng để dành được bao nhiêu. Anh kể công với tôi đấy phải không? Anh tiếc tiền thì cứ nói. Thứ đàn ông vô dụng, đến cái xe tử tế cho người yêu cũng không mua được. Sống như thế thì sống làm gì? Hèn vừa thôi, chia tay mẹ đi. Lực sững người, thế là chia tay thật. Lúc đầu Lực còn buồn khổ lắm, tự trách mình vô dụng. Thế nhưng đến khi gặp Phương đang ôm eo một gã đàn ông khác, trông bặm trợn, vàng đeo đỏ cả tay, thì Lực mới tỉnh ra. Hóa ra Phương đâu có yêu gì Lực, cô ta chỉ yêu tiền của anh.
Đến lúc anh không đáp ứng được nữa thì cô ta sẽ đá anh ngay. Loan không như thế, chị giản dị hiền lành, cái áo chị mặc đã bạc màu, mái tóc đen nhánh luôn được búi gọn đằng sau đầu. Được nói gì chị cũng cười. Lực dù chị đi chơi, chị chỉ chọn mấy quán lề đường. Anh hỏi thì chị bảo, kiếm được tiền không dễ dàng gì, mình tiết kiệm một chút, sau này lỡ có chuyện gì còn có mà dùng. Đến lúc này thì anh biết anh đã chọn đúng người. Loan cũng thế, chị cũng hỏi dò về anh qua những người làm chung trong nhà máy. Ai cũng chê, nói chị đừng nên lấy anh vì anh mê game. Chị Chín nghe chị hỏi thì bĩu môi. Nó làm chung chuyện với chồng chị chứ đâu. Người thì lòm khòm như con cò ma. Đã thế ăn rồi dám mắt vào mấy cái trò vô bổ trên máy tính. Cái ngữ ấy thì tránh cho xa. Cái chàng cũng vỗ vai chị. Thiếu gì thằng mà phải đâm đầu vào cái lão ấy hả chị? Mấy anh bên truyền khác đẹp trai cao ráo hơn, xếp hàng dài chờ chị đồng ý kia kìa. Chị nghe vậy chị cười. Lực mê chưa game lắm, có thể ăn ngủ ngoài tiệm lép mấy ngày luôn. Mỗi khi lãnh lương, anh đều đổ dồn hết tiền vào trong game. Anh còn vay mượn tiền anh em trong nhà máy để dồn tiền vào cái thú vui của anh. Khi ấy, game như một thứ ma túy mà anh mãi không cách nào bỏ được. Đến khi chia tay Phương thì anh lại càng nghiện nặng hơn. Anh chơi ngày chơi đêm để quên đi người yêu cũ. Thế nhưng bù lại, anh không đánh bài, hút thuốc, ham mê ăn nhậu. Anh chỉ mê chơi game. Sau này chị hỏi anh có hối hận vì ngày đó như vậy không? Anh khẽ gật đầu thở dài. Số tiền anh đốt vào những trò chơi vô bổ ấy đã lên tới con số 100 triệu. Giá như ngày đó anh không đâm đầu vào game thì có lẽ anh đã có một số vốn cho mình. Mặc cho mọi người khuyên can, chị vẫn quyết định quen anh. Với chị, mê game không khó để thay đổi. Chị còn nói một câu mà sau này anh mới biết và càng cảm phục vợ mình hơn. Đàn ông ai chẳng có tật xấu, không dính vào cái này thì dính cái kia. Mê game thì sau em mua máy cho về nhà chơi, không ra khỏi nhà là được rồi. Sau này khi chính thức quen nhau, chị hỏi anh. Anh nói thật em biết, anh còn lỡ anh em cho công ty bao nhiêu tiền để em trả lỡ hết cho anh. Em không muốn anh mắc lợ trong công ty vì nó làm ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong mắt người khác. Anh nói và chị trả lỡ thay cho anh bằng cách bán đi bộ vòng xi măng 7 chiếc trên tay và sợi dây chuyền vàng. Bộ vòng và sợi dây chuyền chị đi làm mấy năm trời dành dụm được. Chị bảo chị để dành để sau này mở một quán bán đồ ăn do chị nấu. Thế nhưng giờ có việc cần hơn thì cứ dùng tạm trước đã. Nhìn cánh tay của chị trơ trụi với cái cổ trống không, anh cảm động lắm. Mắt anh cay xè vì đây là lần đầu tiên có người con gái lo lắng cho anh như vậy. Vì vậy mà anh càng quyết tâm cưới chị làm vợ, càng quyết tâm sẽ làm cho chị hạnh phúc. Ngày Loan đồng ý nhận lời yêu, Lực hạnh phúc lắm. Cái thân hình gầy gò của anh thế mà nhấc bổng được chị lên xoay mấy vòng. Lực nhìn chị cười. Sau này em cứ dựa vào anh. Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ chăm sóc cho em. Loan nhìn anh đỏ mặt. Khi đã xác định quen nhau, anh thay đổi hẳn. Anh vẫn xuống bếp phụ chị bê đồ, phụ chị rửa bát. Có điều đến giờ về, anh sẽ lán lại chờ chị cùng về. Anh nói với chị, sau này lương của anh sẽ đưa cho em toàn quyền chi tiêu. Anh chỉ việc đi kiếm tiền, còn lo lắng trong nhà là em toàn quyền quyết định nhé. Mấy anh em trong truyền biết Lực và Loan yêu nhau thì cũng mừng cho Lực. Thằng Trương vỗ vai anh bảo, mày nhìn thế mà khá, lo mà giữ cho chặt vào nhé. Lực đỏ mặt cười cười, yêu được chị, anh rút hết tâm can. Anh chiều chuộng chị từng ly từng tí. Anh thay đổi hẳn con người, không còn nhếch nhác, râu tóc bờm sờm nữa. Anh chăm chút cho bản thân hơn. Lão Hộp nhìn anh. Đúng là có tình yêu vào cái là khác hẳn cơ. Lực gãi đầu gãi tai, thì cũng phải trông được được một tí để cho cô ấy nở mày lờ mặt chứ anh. Gớm chửa, thôi cố gắng làm ăn, tặng còn cưới vợ. Lực gật đầu, anh cũng đã bỏ hẳn game để chị yên lòng. Tình yêu của anh chị cứ thế dần lên. Khi đã quen nhau lâu hơn, anh đánh tiếng bảo về quê chị chơi để ra mắt bố mẹ chị luôn. Chị ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Dù sao chị cũng chẳng còn trẻ nữa, mà cả hai cũng đã xác định đến với nhau ngay từ đầu. Lực chở chị về quê trên con xe máy cà tàng, qua không biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu cánh đồng,
Thế mà anh chẳng thấy mệt, chỉ thấy sao mà đường ngắn quá. Anh vừa đi vừa nhẩm nhẩm mấy câu chào hỏi là thằng Trương đã chỉ cho hôm qua, mới nhẩm được mấy lần đã nghe chị bảo sắp tới rồi. Loan bảo anh dừng xe trong một xóm nhỏ rồi cười bảo, nhà em ở đây này, anh quẹo vào đi. Khi anh được chị chỉ cho căn nhà cấp 4, kế bên một căn nhà 3 tầng lầu, anh buột miệng, đây là nhà em hả? Nói thật, anh chẳng nghĩ đó là nhà, vì trước cửa nhà chị, mẹ của chị còn xếp một chồng củi bà đi nhặt quanh xóm về, nên anh cứ nghĩ đó là chỗ để củi mà thôi. Nên khi nghe anh nói vậy, chị tưởng anh khinh nhà chị nghèo, chị nói, anh khinh nhà em nghèo như cái ổ chuột chứ gì. Rồi chị khóc, anh bối rối dỗ dành mãi. Thực lòng anh không nghĩ nhà chị lại nghèo đến vậy. Thế nhưng khi biết hoàn cảnh của chị thì anh lại càng thương chị hơn. Bố mẹ chị có hai mặt con, chị là con đầu. Bố mẹ chị cũng đã già cả rồi, lại thêm trong người nhiều bệnh. Thương bố mẹ vất vả, chị nghỉ học từ năm lớp 10, ra ngoài kiếm tiền nuôi em trai ăn học. Cũng vì lẽ đó mà đến giờ chị vẫn chưa lấy chồng. Bây giờ em trai chị đã có công việc, có thể tự do lo cho nó và nuôi bố mẹ rồi, thì chị mới có ý định kiếm một tấm chồng để xây dựng một tổ ấm. Lực xốc lại cái ba lô đằng trước xe, rồi mím môi chạy thẳng vào nhà Loan. Loan gọi 2-3 tiếng thì nghe có tiếng đáp lại, rồi một cụ ông tóc đã điểm màu hoa dâm bước ra. Loan bảo đó là bố của chị. Lực vội cúi chào. Ông cụ nhìn Lực một lượt, Lực không dám thở mạnh, cố gắng đứng thẳng lưng. Cái áo sơ mi màu xanh than hơi nhầu được sơ vin vụng về trong cái quần jean bạc phách. Đôi dép cao su đã mòn vẹt, đế cứ mỗi bước đi kêu lệch bạch đến là tức cười. Có lẽ trên người Lực có mỗi cái đồng hồ màu vàng sáng loáng mượn của lão Hùng Dâu là đáng giá nhất. Thế nhưng lão cũng đã chết mất kim phút. Cái kim phút cứ giật giật liên hồi như người bị động kinh. Lực cứ đứng như thế mãi đến khi ông cụ gật đầu một cái rồi quay người đi vào trong mới dám thở mạnh. Loan cười khúc khích bảo, bố mẹ em dễ tính lắm, anh không cần phải căng thẳng quá đâu. Lực lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi khệ lệ khiêng đồ vào nhà. Bố mẹ của Loan có vẻ ưng ý Lực lắm khi thấy anh lăn vào lấu lướng rồi dọn dẹp phụ Loan. Với lại quê của anh cũng gần quê chị nên ông bà lại càng yên tâm. Trên bàn ăn, mẹ chị kể lúc trước khi quen anh, chị cũng có người yêu, nghe nói làm trưởng phòng gì đó, và người ấy cũng yêu chị lắm. Thế nhưng mỗi tội, anh người yêu ấy ở tít ngoài Hà Nội kia, chỉ thăm chị mỗi khi vào Sài Gòn công tác, còn lại toàn liên lạc qua điện thoại. Khi ấy bố mẹ chị lo sốt vó, sợ con gái lấy chồng xong là phải ra Hà Nội làm dâu. Cuối cùng chị và anh chia tay. Thế nên khi thấy Lực yêu chị, bố chị ưng bụng khuyên bảo chị. Thằng Lực ấy thì nhìn hình thức bên ngoài không tới nỗi nào, lại chăm chỉ đỡ đần vợ. Con lấy nó, bố thấy tốt cho con và cho cả nó nữa. Thế là buổi ra mắt của anh thành công tốt đẹp, anh mừng lắm. Yêu nhau được khoảng 6 tháng, anh cũng về nhà chị thường xuyên hơn, sinh hoạt thường hơn, kể cả ngủ ở lại. Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, bác ruột của chị cho chiếc chõng tre kê sát ở tường để anh ngủ. Bố mẹ chị cũng dần xem anh như người trong nhà. Rồi anh cũng đưa chị về ra mắt gia đình của mình. Lực tự tin lắm, người con gái anh đã chọn chẳng có điểm gì để chê cả. Chắc chắn bố mẹ anh sẽ hài lòng. Trong căn nhà khang trang được lát gạch mát mẻ, Loan ngồi rụt rè trên chiếc ghế gỗ lớn được kê giữa nhà. Chị đặt một giỏ hoa quả lên bàn rồi nhỏ nhẹ nói, dạ, ngày đầu ra mắt, cháu có chút quà gửi hai bác. Lực ngồi bên cạnh cười tít mắt, bố mẹ có thấy hoa quả tươi không? Loan đã phải đi chợ từ sớm để lựa đấy. Bà Tám mẹ của Lực nhìn giỏ hoa quả rồi lườm con trai. Cha bố anh, không cần phải kể thêm vào thế đâu. Nói đoạn bà hỏi Loan, thế cháu là làm cùng với công ty thằng Lực nhà bác? Dạ, cháu ở bên nhà bếp ạ. Thế lương lậu có ổn chứ cháu? Dạ, cũng tạm tạm ạ. Lực nghe bà Tám hỏi về chuyện tiền bạc thì vội chen vào. Mẹ hay nhở, con gái cần gì kiếm nhiều tiền, sao có chồng nuôi. Bà Tám trẻ môi, gớm đời, không có tiền thì bốc đất mà ăn. Đàn bà con gái mà cứ trông vào đồng lương của chồng thì chỉ có vứt đi thôi. Mà tao hỏi chứ tao đã làm gì đâu mà mày cứ hoảng lên thế. Nói xong bà lại quay lại tiếp tục màn xét hỏi của mình.
Thế nhà có mấy anh chị em, bố mẹ làm gì? Dạ, nhà cháu có 2 chị em. Cháu là con đầu, bố mẹ thì cũng đã già yếu rồi, nên chỉ làm lặt vặt trong nhà thôi ạ. À, thế là phải chờ con cái nuôi phải không? Giọng điệu của bà Tám làm cho Loan thấy hơi khó chịu. Chị khẽ cúi mặt xuống. Ông Tám nãy giờ ngồi cạnh vợ không nói gì, bây giờ mới lên tiếng. Con cái gì phải nuôi bố mẹ lúc già cả chứ sao? Bà này nói cái chuyện lạ đời thật đấy. Bà Tám ngoa nguýt lườm chồng rồi sẵn giọng. Con nuôi thì được, chứ đừng có mà bắt rể nuôi. Bà nghe nói cái Loan hơn tuổi thằng Lực hay sao ấy nhỉ? Lực nghe đến đây thì có chút chột dạ. Anh vội đáp qua loa. Hơn có 1 tuổi chứ có nhiêu đâu. Mà thôi, mẹ hỏi gì mà cứ hỏi như hỏi cung ấy. Thế này thì có mà dọa con dâu tương lai chạy mất dép. Bà Tám nghe nói Loan hơn Lực 1 tuổi thì có chút không vui. Thế nhưng bà không nói gì, chỉ đứng dậy thở dài rồi nói. Loan, vào giúp bác làm cơm, lát còn ăn đi cháu. Loan dạ vâng rồi líu díu đứng dậy. Còn Lực thì nhìn bố cười nói. Bạn gái con mà lấu ăn ý, thì chỉ có mà số 1 thôi. Dĩ chứ lấu ăn thì Loan luôn là số 1 trong lòng anh. Cũng vì mê tài lấu ăn của chị mà anh mới quyết cưa đổ Loan hay sao? Loan hì hục trong bếp một lúc thì cơm canh cũng đã xong. Ông Tám nếm thử 1 miếng rồi gật gù khen ngon. Còn bà Tám thì chỉ im lặng ăn chứ không nói câu nào. Ăn xong, Loan lại lọc cọc dọn dẹp một mình. Bà Tám lôi Lực vào một góc nhỏ nói. Mẹ nói thật chứ, mày chỉ lên làm bạn thôi con ạ. Đám này không được đâu. Lực nghe mẹ nói thế thì cau mày khó chịu. Không được là không được thế nào? Mẹ còn không hài lòng ở chỗ nào nữa? Ừ, thì nó cũng ngoan, lại đảm đang, thế nhưng mà không được. Nhà nó nghèo quá, mày lấy về phải nuôi cả nhà nó à? Ngu thế. Với lại ông bà ta nói rồi. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Chứ có đâu mà gái hơn 1 thế này thì sao mà cưới được, lấy về có mà hạn chết đấy. Mẹ nói cái gì đấy? Mẹ cổ hủ nó vừa thôi. Con cứ đổ về là để ra mắt, chứ không phải để xin phép mẹ đâu. Con có cái quái gì đâu mà đòi hỏi vợ mình phải lầy kia hoàn hảo. Chuyện này cứ quyết thế đi mẹ, mẹ đừng có bàn ra nữa. Nói xong anh bỏ xuống lúi húi rửa bát cùng với Loan. Bà Tám thấy con trai không nghe lời thì tức lắm. Anh bảo chị về công ty trước, còn anh thì ở lại nhà mấy hôm để bàn chuyện cưới hỏi. Chị đi rồi, bà Tám mặt nặng mày nhẹ nói với Lực. Không có cưới xin gì cả. Mẹ nói mà mày không để vào đầu hả con? Một ý là mày chọn nó, hai là mày chọn mẹ. Anh vùng vằng nói. Không lấy Loan ý thì con không lấy ai nữa đâu. Con ở vầy cho mẹ vừa lòng. Mày giỏi thế thì mày cứ đi mà lấy nó, để tao chết cho mày vừa lòng. Nói xong bà Tám ngồi phịch ra sân, tay bà đấm thùm thụp vào ngực. Vừa đấm bà vừa gào khóc thảm thiết. Ông Tám vội chạy đến đỡ lấy tay bà. Thôi thôi tôi xin bà, có gì từ từ nói cho con nó hiểu, chứ bà làm thế này hàng xóm người ta cười cho. Tội chết cho nó vừa lòng chứ sống làm gì nữa. Ông bỏ tay ra. Lực đứng lặng nhìn mẹ mình gào khóc. Anh nghiến răng bỏ lên phòng. Lực cũng đã gần 30, thế nhưng ngay cả cái chuyện muốn lấy ai anh cũng không được tự mình quyết định. Anh nhớ lại những gì mà chị đã hy sinh cho mình. Lực cảm thấy mình vô dụng lắm. Anh mở điện thoại đọc tin nhắn mà Loan đã gửi cho anh. Em về đến nhà rồi. Anh bàn bạc với bố mẹ đến đâu rồi? Không cần phải vội đâu, từ từ cũng được anh ạ. Loan là một cô gái từng trải. Có lẽ chị cũng đoán được mình không được mẹ của Lực chào đón lắm. Lực nắm chặt điện thoại, thở dài rồi trả lời. Anh biết rồi, em nghỉ ngơi sớm đi nhé. Mấy ngày tiếp theo bà Tám vẫn như vậy. Cứ thế Lực là bà lại hết dỗ ngọt, lại lăn ra ăn vạ, bắt anh phải bỏ Loan. Bà Tám có tiền sử bị cao huyết áp, nên bà cứ lấy đó làm cái cớ để ép uổng con trai. Lực nhìn bà rồi bảo, mẹ muốn làm gì thì làm. Bà Tám tưởng Lực đã chịu nhún nhường nên mở cờ trong bụng. Bà đứng dậy phủi phủi quần áo mấy cái rồi lẩm bẩm, chứng mà đòi chọi đá ở con. Sáng hôm sau, Lực dậy sớm, bà Tám thấy con trai đi xuống thì vội kéo lại nói, rửa soạn đi, mẹ dẫn qua làng bên xem mắt con Thư, con ông Năm. Con bé mới đi học trên thành phố về, xinh đáo để. Lực không đáp, anh đã quá quen với việc bà thường xuyên đi mai mối anh với người này người kia. Anh lầm lỗi đi ra cổng, rồi đi một mạch đến quán lét ở giữa làng. Có lẽ chỉ có chơi game mới khiến cho anh quên đi cảm giác khổ sở lúc này.
Lực chơi từ ngày này qua ngày khác, mặc cho ông bà Tám và bà Tám cuống cuồng đi tìm. Hết năn nỉ đến dọa lạt, thế nhưng anh vẫn không quan tâm. Lực như trở về cách đây mấy năm trước, ngày mà anh còn mê game, đến quên ăn quên ngủ, bỏ cả học hành. Đói thì anh ăn mì tôm, mệt thì chớp mắt một lát rồi lại dậy chơi. Chỉ mới mấy ngày mà trông Lực đã già đi mấy tuổi. Dầu ria xồm xoàm, tóc tai thì lòa xòa. Ông Tám ngồi trên bậc thềm nhìn ra vườn, còn bà Tám thì khổ sở lau nước mắt. Ông gắt, cũng tại bà chứ ai mà còn khóc. Khó khăn lắm nó mới bỏ được cái quán lét, bà lại làm loạn cả lên làm gì? Hơn tuổi thì sao, nhà nghèo thì sao? Chúng nó lấy nhau tự khóc biết tính toán, bà cứ phải làm mình làm bảy lên làm gì? Giờ thì hay rồi, con bà giờ người không ra người, ngợm không ra ngợm, thử hỏi ai mà thèm lấy nó? Bà Tám lắc lên. Thì tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó, chứ tôi có phải là cho tôi đâu. Bà tốt cho nó quá nhỉ, giờ bà muốn làm gì thì làm. Muốn nó chết dục với mấy cái trò điện tử đó hay sao thì mặc kệ bà. Bà Tám sợ hãi nghĩ lại, ngày trước Lực đã đốt không biết bao nhiêu tiền vào game. Cũng vì game mà anh bỏ học sớm, giờ chỉ có thể làm công nhân trong nhà máy. Giờ vì nó mà tương lai của anh tăm tối, thì bà làm sao ngẩng mặt được với ai nữa? Bà run run hỏi ông, giờ phải làm sao hả ông? Nó mà nghiện lại thì tôi chết mất. Sao nữa, cho chúng nó cưới nhau đi chứ sao? Nhưng mà bà còn ngồi đó mà chần chừ thì con gái người ta đã đi lấy người khác rồi đấy. Bà Tám đành xuống nước cho Lực cưới Loan. Tuy trong lòng bà cũng không được vui vẻ lắm, thế nhưng chỉ có chị mới có thể chị được tính ham mê chơi game của anh. Lực nghe mẹ bảo cho anh cưới Loan thì mới chịu đứng dậy ra về. Lực lên công ty thông báo cho Loan ngày bố mẹ anh tới đặt lễ, chị về nhà cùng với gia đình chuẩn bị. Vì nhà nhỏ nên khi nghe tin gia đình anh xuống, bác ruột của chị ở cách nhà chị liền ngỏ ý muốn cho mượn nhà mình làm nơi tổ chức. Dẫu gì nhà bác chị cũng rộng rãi và to lớn đẹp hơn. Thế nhưng khi nghe chị nói với anh ý định của bác như vậy, anh gạt phắt đi ý tưởng ấy. Nhà của chị nhỏ thì làm trong nhà nhỏ, chứ không cần phải ở chỗ to đẹp làm gì. Anh yêu chị chứ có phải là yêu nhà chị đâu mà cần to với nhỏ. Nghe anh nói thế chị cũng đồng ý. Thế nhưng chị vẫn lăn tăn chỗ mẹ anh, có khi nào thấy nhà chị xong bà lại đổi ý không? Trong căn nhà cấp 4 sập sệ, nhà trai ngồi chen chúc nhau trên những chiếc ghế nhựa. Bà Tám đưa mắt nhìn quanh, rồi nhìn ông bà thông ra, bà khẽ thở dài. Ông Tám vội đưa mắt nghiêm nghị nhìn vợ. Bà Tám biết ý, vội lở một nụ cười gượng gạo với bên đằng gái. Bàn bạc ngày cưới xin xong, thì nhà gái cũng xin phép ra về. Trên xe, bà bảo ông, có được không hả ông? Ông gắt với bà. Đã định ngày cưới xin xong cả rồi. Không được cũng phải được, bà đừng có mà bàn đi bàn lại nữa. Bà thở dài, quay đầu nhìn căn nhà cấp 4 sập sệ, khuất dần sau tầm mắt. Tin Lực cưới Loan gây chấn động cả công ty, đến nỗi khi nghe anh nói vợ anh là chị, anh em ai cũng chạy xuống nhà bếp hỏi chị. Chị cười, trả lời e thẹn. Lão Hùng mỗi khi đi ăn lại buông mấy câu bông đùa. Thằng Lực đúng là có phúc mấy đời mới có được vợ khéo thế này, trả bù cho cái mụ vợ ở nhà của anh. Bà ấy á, thì có mà thét ra lửa. Mọi người nghe vậy thì cười phá lên. Loan cười hiền, hai má đỏ ửng ngại ngùng. Đám cưới giản dị được diễn ra sau đó ít lâu. Ngày thấy chị trong bộ váy cưới, Lực đã thề cả đời này sẽ chăm lo cho chị. Bố mẹ chị rưng rưng nước mắt ngày tiến đưa con gái về nhà chồng. Trong không khí hạnh phúc đó, chỉ có mỗi bà Tám là thấy khó chịu trong lòng. Cưới nhau xong, chị trở thành một thành viên trong gia đình anh. Khỏi phải nói, vợ chồng son quấn quýt với nhau thế nào. Chị với anh ở nhà một tuần rồi mới phải đi làm. Mấy ngày đầu mẹ chồng còn xét lét chị từng chuyện bé tí. Anh bênh chị thì bà lại càng ghét. Thế nhưng chỉ mấy ngày ở nhà chồng mà chị khéo léo, nấu nướng dọn dẹp trong nhà gọn gàng sạch sẽ. Bà Tám thay thế cũng lấy làm ưng bụng. Thôi thì được cái này thì mất cái kia. Chỉ mỗi tội vợ chồng anh không ưa nổi cô hàng xóm, cũng là vợ của em họ anh. Cái thái độ khinh người ấy khiến chị nhớ mãi tới tận bây giờ. Cô ta hỏi thăm chị làm lương tháng bao nhiêu. Sau khi nghe chị trả lời, liền cảm thán một câu làm chị ngỡ ngàng. Lương ít thế, chả bằng em mua một cái túi sách. Chị ấm ức về kể với anh,
Anh ôm vợ vào lòng thổ thể. Sau này em đừng có nói chuyện với nó làm gì cho thêm bực. Nói thế, thế nhưng anh tự hứa với lòng, sau này nhất định phải cho chị những thứ tốt nhất. Anh ham có con và rất yêu em bé. Hai vợ chồng anh đã thả cửa mãi mà chẳng thấy có tin vui gì. Thấy chị lo lắng, anh an ủi chị, bảo chị con cái là của trời cho, có muốn cũng không được. Thế nhưng chắc chị cũng hiểu việc khao khát có con của anh. Chị nhìn thấy anh dùng hình con của em họ mình làm hình nền điện thoại, cảm nhận được sự thất vọng của anh mỗi khi chị đến ngày dâu. Bà Tám cũng có phần sốt ruột, bởi vợ chồng chị cũng có trẻ chung đôi mươi gì mà kế hoạch như người ta. Mỗi lần vợ chồng anh chị về thăm nhà, bà lại nói bóng gió chuyện chị mãi chưa có tin vui. Có lần bà còn thắp nhang khấn tổ tiên rồi cố ý nói to cho chị nghe: cầu ông bà phù hộ cho gia đình con sớm có người nối dõi, con có mệnh hệ gì cũng yên lòng mà nhắm mắt. Bà cũng nói với ông Tám vẻ buồn khổ: sợ rằng ấy, tôi với ông không sống được đến ngày được bế cháu mất thôi. Ông nghe vậy thì gàn bà: mới có gần 50 tuổi mà bà cứ làm như sắp trăm tuổi không bằng. Chúng nó còn trẻ, hẵng cứ từ từ. Bà chỉ thở dài thườn thượt. Chị nghe hết, thế nên chị âm thầm đi khám. Lúc nhận kết quả trên tay, chị đã khóc nức nở. Chị bị vô sinh thứ phát. Bác sĩ động viên và giải thích cho chị biết vô sinh thứ phát không có nghĩa là không chữa trị được, chỉ cần phẫu thuật nội soi là có thể có con tự nhiên. Chị về nói lại với anh, anh quyết định giấu bố mẹ chuyện này, vay mượn rồi khăn gói đưa chị lên bệnh viện tỉnh chữa bệnh cho chị. Khi chị từ phòng mổ chuyển về phòng hồi sức, nhìn chị tái mét, môi khô nứt, người cắm đầy dây chuyền nước, anh thương chị vô cùng. Chị chịu tất cả đau đớn này để tìm cho anh và chị một thiên thần. Thế nhưng thiên thần ấy giờ nơi đâu? Khi chị khỏe lại, vợ chồng anh hăm hở tiếp tục quá trình kiếm con. Từ lúc đó, chị chăm đi chùa hẳn. Cứ chùa nào chị được các chị em trong công ty mách rằng linh thiêng về đường con cái là chị lại khăn gói đi. Chị thành tâm cầu mong được ban cho một mụn con. Anh nhìn chị không khỏi xót xa trong lòng. Có đôi lần anh bảo chị: em đừng có lo nghĩ nhiều quá, nếu không được thì mình nhận con nuôi. Con nào chả là con, miễn là mình yêu thương nó và nó cũng yêu thương mình là được. Chị biết anh nói vậy cho chị yên lòng, chứ đời nào mẹ anh lại đồng ý chuyện con nuôi. Thả cửa cũng được một năm sau vẫn chưa có gì. Chị bàn với anh làm thụ tinh nhân tạo. Nỗi khao khát làm mẹ của chị, làm cha của anh thôi thúc trong lòng. Anh đồng ý, hai vợ chồng dốc sạch vốn liếng tiết kiệm được, rồi lại cùng nhau khăn gói đi tìm bác sĩ giỏi. Sau bao nhiêu ngày kiên trì và cố gắng, vợ chồng chị hồi hộp chờ bác sĩ thông báo kết quả. Ngày đi kiểm tra kết quả sau khi chuyển phôi, chị và anh vỡ òa khi bác sĩ cho hay chị đã đậu thai, thế nhưng thai yếu cần phải tĩnh dưỡng. Anh chở chị về nhà, chạy thật chậm với tốc độ của rùa, chỉ sợ xe giằng xóc làm rơi mất con mình. Chị ngồi sau anh, chân khép chặt với hy vọng, mầm mống nhỏ nhoi cho bộ mình an toàn. Bà Tám nghe tin con dâu có thai thì mừng lắm. Bà một hai đòi đưa chị về nhà để tiện dưỡng thai. Bà nói với anh: con đầu cháu sớm, phải cẩn thận kiêng khem đầy đủ thì mới tốt con ạ. Anh hỏi ý chị thế nào. Để không phật lòng mẹ chồng, chị đành đồng ý. Anh đành thuê taxi chở chị về tận nhà. Bà Tám vui vẻ ra đón con dâu. Thế nhưng khi thấy chị đi taxi về thì bà thay đổi hẳn thái độ. Bà nói bóng gió: bầu có một tí mà phải đi cả taxi cơ đấy. Chưa giàu đã lấy làm sang. Lực định cãi lại lời bà thì chị đã níu tay anh ra hiệu. Chị không muốn bà biết chuyện hai vợ chồng phải đi thụ tinh nhân tạo mới có con. Ở nhà với vợ được mấy hôm, anh phải quay lại công ty để đi làm. Chị cũng xin nghỉ phép mấy tháng, đợi thay làm tổ ổn định gì mới quay lại công việc. Mấy ngày đầu bà Tám chăm chị rất cẩn thận, bà không cho chị động vào việc gì. Đến giờ thì gọi chị dậy ăn cơm. Thế nhưng được hơn một tuần, thấy con dâu chỉ ăn rồi nằm trên giường, bà thấy ngứa mắt lắm. Buổi trưa bà bưng lên một mâm đồ ăn cho chị, giọng khó chịu: ăn nhanh tôi còn dọn dẹp. Chị nhìn mâm cơm chỉ đọc mỗi bát canh rau và mấy miếng thịt mỡ kho mặn chát mà thấy nghẹn nghẹn cổ họng. Thấy chị không nói gì, bà Tám sẵn giọng: không vừa ý cái gì thì nói, để tôi còn biết,
chứ không lại mách với thằng Lực là mẹ chồng ác. Chị cắn răng đáp Lý Nhí. Dạ không ạ. Nghe vậy bà mới đi ra, miệng lẩm bẩm. Muốn ăn ngon ý, thì tự đi chợ mà nấu. Ngồi một chỗ chờ hầu thì chỉ có thế thôi. Đã một tuần nay, bà chỉ nấu cho chị mỗi canh rau nhạt cùng với vài miếng thịt mỡ kho mặn. Không thì khúc cá cũng kho mặn. Ông Tám hỏi thì bà chỉ đáp. Bà bầu không ăn uống kiêng khem. Sau này có chuyện gì thì đừng có đổ tại tôi. Ông Tám nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa. Bởi ông cũng chẳng biết mang bầu thì phải ăn sao cho đúng. Ông chỉ thấy ăn thế thì lấy đâu ra sức mà nuôi con trong bụng. Sáng hôm ấy, mới sáng sớm tinh mơ, chị đã giật mình vì nghe tiếng người cười nói trò chuyện ở sân sau. Tiếng mẹ chồng chị than thở. Ôi dào, nó bầu mà tôi ngỡ đâu bị liệt không đó. Ăn ngồi chỉ nằm một chỗ, chở tôi cơm nước rồi dậy ăn thôi. Đến cái nhà tôi cũng phải quét là bà biết rồi đấy. Không biết tôi cưới con dâu về hay là cưới mẹ chồng về nữa. Bà hàng xóm cạnh nhà cười trừ. Con gái dạo này đứa nào chả vậy, được chiều thành quen. Mà đợt mới cưới tôi thấy nó cũng chăm chỉ lắm mà. Ôi dào, dần dần ý mới lòi cái mặt ra chứ bà. Chị nằm trong phòng, nước mắt khẽ lan dài. Chị đưa tay xoa nhẹ nhẹ lên bụng. Chiều hôm đó bà Tám vừa nấu cơm, vừa nói bóng gió. Đầu tắt mặt tối cả ngày, quần áo ngoài dây phơi cho rồi, cũng phải lọ mọ đưa vào rồi dâng tận nơi cho mặc. Đúng là không biết bao giờ mới hết khổ. Chị nghe vậy đành rón rén ngồi dậy, đi ra sân thu quần áo vào. Quần áo bà Tám để tận mấy ngày mới cho vào máy giặt một lần, cho lên nhiều lắm. Bà bảo thế cho tiết kiệm nước. Chị đi hai lần mà vẫn chưa lấy hết. Bà Tám ngó ra thấy chị đi chậm chậm thì nguýt dài. Gớm, làm như tiểu thư công chúa không bằng, đi rón rén thấy mà chướng mắt. Bà nói xong thì quay vào trở mặt con cá đang dán trên chảo. Chị nghe tiếng chị hét lên đau đớn. Bà vội chạy ra, thấy chị ngồi bệt xuống sân, tay ôm bụng, còn quần áo vương khắp nơi. Hóa ra lúc lấy đồ chị không dám với tay cao, nên chỉ đứng dưới giật quần áo xuống. Ai ngờ đâu cái áo bị mắc vào đinh, bị giật bị quá đà cho nên ngã ra sân. Thấy chị đau đớn như vậy, bà Tám cũng hốt hoảng chạy tới. Sao mà đoảng thế hả trời? Thế nhưng mặt bà bỗng tái lại, khi thấy chị bị chảy máu, môi bà run lên. Sao thế này? Ngã có một tí mà làm sao thế này? Người ta đưa chị vào trạm xá, bác sĩ lắc đầu bảo thai chưa ổn định, lại bị ngã, cho nên không giữ được. Chị khóc, khóc cả nước mắt cho sinh linh bé nhỏ chưa kịp thành hình hài. Lộc biết tin vợ bị sẩy thai thì vội chạy về, nhìn chị mệt mỏi nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao hốc hác, anh xót xa vô cùng. Anh chạy ra hỏi mẹ, chuyện này là sao hả mẹ, tuần trước vẫn ổn cơ mà. Bà Tám mắt đỏ hoe, thì nó bị ngã có một tí. Sao mà lại dễ xảy thế không biết nữa. Nhưng cô ấy đi đâu mà bị ngã? Nó đi giúp quần áo khô vào. Mẹ có bắt nó làm gì đâu. Có mỗi việc đó thôi, sao mà đoảng quá. Lực đau đớn ôm đầu kêu lên. Trời ơi là trời, bác sĩ dặn cô ấy phải nằm yên cho đến khi thai vào ổ an toàn cơ mà. Sao mẹ lại bắt cô ấy đi lấy quần áo? Mẹ có biết hai vợ chồng con đã phải khó khăn lắm mới có được con không hả mẹ? Bà Tám ngơ ngác nhìn con. Quả thật bà biết vợ chồng nó cưới nhau gần 2 năm mới có bầu. Thế nhưng bà không biết cái thai là phải đi thụ tinh nhân tạo mới có được. Bà nhìn con trai rồi lại nhìn chồng, nước mắt bà lăn dài. Là sao hả con? Đứa bé là vợ chồng con phải thụ tinh nhân tạo mới có được đấy, mẹ có biết không? Vợ con đã phải vất vả lắm mới mang được thai. Mẹ ơi là mẹ! Bây giờ bà mới bàng hoàng nhận ra tại sao một đứa chăm chỉ như Loan lại chỉ nằm yên trên giường suốt cả tuần lễ? Tại sao chị đi đứng cứ phải khúm núm chậm rãi? Bà run rẩy nhìn Lực. Mẹ, mẹ không biết. Sao không nói với mẹ? Lực không nói gì nữa. Anh thất hiểu bước vào phòng ôm lấy vợ. Chị nói với anh. Đừng trách mẹ anh ạ. Là do em tự đi lấy, chứ bà không có sai em. Với lại cũng do mình giấu mẹ mọi chuyện. Lỗi là do em. Bà Tám đứng lặng lẽ bên ngoài. Bà đã nghe hết những lời mà chị nói. Có lẽ bà đã trách sai chị thật rồi. Lực đón vợ về lại công ty với mình. Anh giận mẹ và không muốn để vợ ở nhà thêm một ngày nào nữa. Bà Tám không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo chiếc taxi chở vợ chồng con trai quất sau hàng tre đầu ngõ. Khi nỗi đau đã nguôi ngoai, chị lại bàn với anh tiếp tục gom góp làm lại quá trình thụ tinh một lần nữa, vì chị vẫn còn phôi dự trữ trong bệnh viện.
anh lại tiếp tục công việc hàng ngày, vẫn chăm chỉ cày cuốc kiếm cơm với chị. Tất cả chỉ vì niềm tin về khả năng 2% có con tự nhiên mà bác sĩ báo cho chị. Thế nhưng chưa kịp tới bệnh viện để cấy phôi, thì chị thấy trong người nôn nao khó chịu. Buổi trưa đang ăn giờ, thì chị chạy vào nhà vệ sinh nôn ói. Bà Hồng nhìn chị lo lắng hỏi, dạo này có hay bị ói như thế không? Chị gật đầu, dạo này chị ăn gì cũng không thấy ngon, lúc nào cũng thiếu ngủ. Bà Hồng bảo chị, mày mua que thử đi, nhìn mày tao nghi có bầu lắm. Chị lửa tin nửa ngờ, mua que về thử thai. Nhìn hai vạch đỏ đậm trên que mà chị không giấu nổi vui mừng. Thế nhưng để chắc chắn, chị xin nghỉ một hôm để đi khám. Kết quả bác sĩ báo chị đã có thai. Lúc mày tin chị vui như muốn nhảy cẫng lên. Vậy là một lần nữa, trời vẫn đã nghe được những câu cầu nguyện của chị. Chị định dành cho anh niềm vui bất ngờ. Ấy nhưng khi bị báo tin cho người nhà, mẹ của chị lại điện báo tin cho anh biết. Khỏi phải nói anh vui mừng đến cỡ nào. Anh chạy như bay xuống chỗ chị làm, hỏi chị rằng có phải hay không. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh, chị mỉm cười gật đầu. Chị mang thai tự nhiên cho nên thai khỏe lắm. Cái mầm sống nhỏ nhoi ấy ngoan cường như con người của chị. Cả gia đình hai bên đều vui mừng khi biết tin chị mang thai. Bà Tám rưng rưng thắp lén nhang lên bàn thờ tổ tiên. Cảm ơn trời Phật phù hộ. Cảm ơn ông bà đã thấu hiểu những lời thành tâm của con. Từ ngày Loan bị sảy thai, đêm nào bà Tám cũng ngồi tụng kinh đến gần nửa đêm. Sáng sớm bà lại dậy sớm đọc thêm một lượt. Cố như thế, không bỏ bữa nào, dẫu có mệt ốm như thế nào. Vậy là ông trời và thần Phật đã chứng giám cho tấm lòng của bà. Bố của chị cũng vui lắm. Tội lỗi bố đi đâu ông cũng khoe. Năm nay nhà tôi ăn Tết to. Mà công nhận bố chị làm cái Tết to thật. Bố và mẹ lụi cụi ngồi gói 50 cái bánh chưng với sự phụ giúp của chàng rể. Còn chị ngồi trên ghế xem anh đang loay hoay phụ giúp xếp lá, tay xoa nhẹ cái bụng đã hơi nhô lên được một tí. Ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Anh nhất quyết muốn tự mình chăm chỉ những ngày thai nghén. Anh không yên tâm để chị ở với ai cả. Bà Tám biết ý, thế nhưng bà không dám nói gì. Âu cũng là do bà gây ra cả. Thế là cứ đều đặn tuần nào, bà cũng túi to túi nhỏ, đóng lại gửi xe lên cho con dâu tầm bổ. Ông Tám nhìn vợ thở dài. Bà gửi nhiều thế, sao mà nó ăn hết? Sao lại không hết? Phải ăn nhiều thì con mới khỏe được chứ. Lực cũng dần tha thứ cho mẹ, anh thường xuyên gọi điện về cho bà để thông báo tình hình của vợ. Anh chở chị đi khám thai khi cái thai được 4 tháng. Bác sĩ nói rằng bé giống ba nó lắm. Chị nhìn thằng bé trên màn hình siêu âm của bác sĩ rồi khẽ mỉm cười hạnh phúc. Chị định giấu, xem anh có buồn nếu như chị nói cái thai là con gái hay không. Thế nhưng chị quên rằng có được thiên thần nhỏ đã là hạnh phúc đối với anh. Thế mà anh nghe lỏm được chị nói chuyện qua điện thoại với người nhà khi đang đứng chờ anh tới rước. Biết được là con trai, anh cười suốt trên đường trở về. Chị hỏi anh cười gì, anh gãi đầu bảo. Thế là sau này, có thằng cu chơi game với bố nó rồi. Chị đánh yêu vào vai anh, cấm tiệt nghe chưa? Chẳng thể là con trai của anh, nghịch như quỷ trong lúc còn nằm trong bụng mẹ. Bà Tám lên thăm con dâu cười bảo. Y như thằng cha nó ngày xưa, đạp ngày đạp đêm, không cho ai ăn ngủ gì được. Lực cười, con không giống bố thì giống ai hở mẹ. Nhiều khi đang nằm trên giường, thằng bé đạp vào bụng mẹ nó mạnh tới nỗi, thành bụng gồ lên. Mỗi lần như thế, chị rối rít gọi anh. Anh ơi, xem con đạp em này. Anh cười phớ lớ, mắng yêu thằng bé còn đang mải mê quẫy đạp. Cha anh, quậy vừa thôi cho mẹ anh còn nghỉ chứ. Nói thế chứ anh và chị đều mong mỏi có con chào đời. Dự sinh chỉ còn 2 tháng nữa, anh hồi hộp lắm. Cứ lâu lâu lại sốt sắng chở chị đi khám. Anh chở chị đến phòng khám, thế nhưng lần này sao chị khám lâu quá? Hay sắp sinh lên phải kiểm tra nhiều thứ? Thấy cũng đã gần trưa, anh chạy ra quán tạp hóa mua cho chị chai nước, để lát chị khám xong có cái uống ngay. Vừa quay lại, anh đã thấy chị ngồi thất thần trên băng ghế dài. Anh chạy lại hỏi vợ. Khám xong rồi hả em, mình về kẻo nắng nhé. Nhưng chị không đáp lời, mà chỉ ôm mặt khóc lức lở. Anh hốt hoảng hỏi chị. Sao thế em, có chuyện gì nói anh nghe xem nào. Anh ơi, con mình không còn tim thai. Bác sĩ nói phải lấy con ra gấp. Nghe đến đây anh rụng rời tay chân, mắt anh tối sầm lại.
Anh ngồi phịch trên ghế thở dốc. Đứa con mà vợ chồng anh mong ngóng bao ngày, thế mà lại bỏ vợ chồng anh mà đi. Chị ngồi bên vẫn lức lên từng cơn. Anh giật mình nhìn vợ. Chị đã già đi nhiều quá. Anh thấy thương chị vô cùng. Bây giờ anh phải là chỗ dựa vững chắc cho chị tựa vào mới phải. Nghĩ vậy anh ôm lấy chị, cố nói giọng bình tĩnh. Không sao, không sao đâu em. Mình tới bệnh viện khám, chắc là nhầm lẫn thôi. Ở bệnh viện máy móc hiện đại hơn nhiều, sẽ không sao đâu. Chiều hôm đó, anh chờ chị gấp lên bệnh viện một lần nữa. Lần đi này, tâm trạng của anh chỉ có sự lo sợ. Lo sợ cho tính mạng của chị, lo sợ cho đứa con trong bụng của chị. Có lẽ anh chỉ đang cố bám víu vào một hy vọng mong manh mơ hồ. Đến nơi, sau khi khám xong, bác sĩ xác định bé đã chết lưu trong bụng mẹ. Anh bàng hoàng, ôm đầu ra ngoài hành lang rơi nước mắt. Anh gượng tỉnh táo, anh phải tỉnh táo để còn chăm sóc chị. Chị được chuyển nằm vào phòng sức khỏe sinh sản chờ tới lượt mình được đưa vào phòng mổ. Chị đau, đau lắm, và chị khóc. Anh chỉ biết ôm chị, hôn chị để xoa dịu đi nỗi đau này. Bé con trong bụng chị đã được đưa ra ngoài. Chị gắng ngồi dậy nhìn con, thế nhưng bác sĩ không cho. Họ lo sợ chị sẽ bị sốc khi nhìn bé. Bé được chuyển đi dưới một tấm khăn trắng. Chị làm đó, nước mắt lăn dài ướt gối. Vĩnh biệt, con trai yêu của mẹ. Về lý do tại sao bé lưu, anh được bác sĩ cho hay. Bé bị thắt dây nhau rốn, nên bé không được cung cấp oxy từ mẹ. Anh đau, đau lắm. Con mình phải trải qua một thời gian giành lại sự sống, thế nhưng bất lực. Khi anh xuống nhận con, anh đã chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng khi người quản phòng thiêu mở tung tấm vải bọc em bé, anh khóc, khóc như mưa. Con của anh đã đầy đủ hình hài, nằm im đó với làn da tím tái, bong chóc. Bà Tám biết tin vội cùng với ông Tám tới bệnh viện. Cả hai nhìn anh gầy gò phờ phạc, ngồi thẫn thờ ngoài phòng bệnh của vợ mà không khỏi xót xa. Bà chắp tay niệm Phật rồi bảo ông Tám làm thủ tục đưa cháu về. Lò thiêu của nghĩa trang hình hài nhỏ bé được nằm yên vị trong một quan tài nhỏ bé. Xung quanh rải đầy trà và hoa hồng khô, mọi người ai cũng trầm mặc. Khi nhìn ngọn lửa bùng lên bao trùm quan tài có con mình trong đó, với đôi mắt ướt đẫm, anh thì thầm. Con yêu, cố lên con chỉ còn trải qua đau đớn lần này nữa thôi. Bố mẹ cầu mong con sẽ đến nơi bình an, ba mẹ mãi mãi yêu con. Hài cốt của bé được đưa vào chùa gần nhà anh, để hàng ngày bé được cầu siêu, mau chóng siêu thoát. Bà Tám cũng đều đặn 2 ngày một lần qua thắp hương cho cháu ruột. Có những đêm bà ngồi hàng giờ bên bàn thờ tổ tiên mà nước mắt chảy dài. Có phải do nghiệp tôi gây ra, cho nên giờ cháu tôi mới lần lượt bỏ tôi đi hay không? Loan xuất viện về nhà với một nỗi buồn chưa thể nào nguôi ngoai trong lòng. 2 lần mất con có lẽ đã là quá đau đớn với một người đàn bà. Anh cũng chỉ biết an ủi chị, động viên chị và cũng là động viên chính bản thân mình. Khi chị làm bệnh viện, anh đăng ký nghỉ phép cùng chị vượt qua nỗi đau. Thế nhưng khi về nhà, anh lại xin đi làm để công việc bận rộn làm quên đi ký ức đau thương. Cứ thế, thời gian cũng dần xóa đi ký ức đau buồn ấy. Vết thương trên cơ thể cũng đã lành, thế nhưng còn vết thương trong lòng này ắt hẳn sẽ khó mà quên được trong suốt cuộc đời của vợ chồng anh. Chị khỏe lại, chị lại bắt đầu lung lấu mong ước có một đứa con cho riêng mình. Anh hiểu điều đó, anh cũng mong muốn điều đó hơn ai hết. Thế nhưng anh sợ, một nỗi sợ vô hình mà một người đàn ông nào đã 2 lần chứng kiến những đứa con còn chưa chào đời của mình lần lượt ra đi. Anh chị lại quay lại guồng quay của cuộc sống, thi thoảng bắt gặp mấy đứa bé được mẹ bế trên tay, anh lại có chút sững sờ và mong ngóng. 2 năm sau ký ức đau buồn kia, một ngày nọ, anh chờ mãi đến tối vẫn chưa thấy chị đi làm về. Anh rất ruột gọi điện cho chị, hỏi chị đang ở đâu. Anh lo lắng cho chị. Chị đáp lại lời anh trong một sự im lặng khẽ khàng. Chờ chút em về, em đang đi khám. Em mệt hay sao mà lại đi khám? Sao không bảo anh đưa em đi? Không, em không mệt. Không mệt mà sao lại đi khám? Vừa hỏi xong anh bỗng im bặt. Anh ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, tiếng chị vang lên. Em lại có bầu rồi anh ạ. Không thể nào kể hết được niềm vui sướng khi anh nghe được tin vui này từ chị. Anh reo lên như một đứa trẻ,
nước mắt của anh lăn dài. Lần này nhất định anh sẽ chăm sóc chị thật kỹ, nhất định con sẽ khỏe mạnh mà chào đời. Anh chăm chị, lo cho chị và bắt chị phải được anh chở đi làm hàng ngày. Những việc chăm sóc vợ ngày bụng mang dạ chửa, anh đã thuộc như làm lòng. Đưa vợ đi khám, bóp tay bóp chân cho vợ mỗi tối, anh đều thành thục. Bà Tám nghe tin thì một hai đòi phải vào thăm con dâu bằng được, nếu không Loan về đây để bà chăm. Hết cách, Lực đành phải đón bà vào ở cùng để chăm cháu. Bà Tám lặng lặng bảo Loan phải ở nhà đến khi đẻ xong, rồi muốn đi đâu làm thì đi. Loan biết bà lo cho chị nên cũng đành nghe theo. Hàng ngày bà đi chợ chọn mua đồ tươi nhất về bồi bổ cho con dâu. Mới mang bầu đến tháng thứ tư mà chị đã tăng vẻo vẻo gần 6 kg. Bác sĩ phải khuyên nên ăn bớt chất lại, nếu không sẽ không tốt. Bà nghe vậy lại hì hục thêm thêm bớt bớt, nấu nấu nướng nướng. Lực về thấy mẹ trong vợ chu đáo cũng thấy yên tâm hơn. Hôm cuối cùng đi khám, bác sĩ chỉ định sinh gấp vì thằng bé to quá, sợ không sinh thường được. Sáng ngày mai lên bệnh viện sinh, tối hôm ấy thằng bé đạp mẹ bể ối, làm cho cả nhà hoảng hốt, chở chị gấp lên bệnh viện trong đêm. Chị sinh khó vì thằng bé lớn quá, còn nhau quấn cổ nữa, đêm phải sinh mổ. Thời gian chờ đợi thông báo chị mổ an toàn là quãng thời gian chờ đợi dài nhất anh từng trải qua. Lúc nhận chị và con trên băng ca đẩy về phòng, thằng bé khóc, tộc cha nó đói khóc vang cả phòng. Chị đang đau và mệt sau ca sinh, nhưng khi nghe con khóc, chị cố gắng nghiêng người cho thằng bé được bố mẹ, được thưởng thức những dòng sữa mẹ ngọt ngào đầu tiên, như chào mừng con yêu đã đến bên mẹ. Thằng bé háu ăn, tim mẹ nghe chụp chụp, vang cả căn phòng có đầy những người mẹ khác và con đang nằm nghỉ. Ai cũng ngước nhìn qua chỗ nó, xem bé nào tim mẹ mà ngoan vậy. Nhìn cảnh ấy, anh cười, cười với một dòng nước mắt lăn dài. Ngày chị đi sinh, chỉ có anh và mẹ của anh Tháp Tùng, vì mẹ của chị đau bệnh liên miên, sức khỏe yếu nên không chăm được chị. Ngược lại bà Tám thì khỏe lắm, dì chứ mấy cái việc chăm bà đẻ là bà dành lắm. Bà thân thắt nấu nước, giặt khăn lau người cho con dâu, rồi lại tất tả bế thằng cu nên dỗ nó lên khóc. Vừa dỗ bà vừa lựng, thằng chó con của bà giống y như thằng bố mày vậy. Lớn nhanh bà mua cho đàn gà, bà thịt tha hồ mà ăn con nhé. Chị nằm trên giường nhìn cảnh này mà thấy ấm áp trong lòng. Anh thì vừa gọt mấy quả táo vừa ngủ gật bên giường vợ. Chả là mấy hôm nay anh tăng ca nhiều, lại thêm phải chăm vợ, cho nên thiếu ngủ hẳn, mắt thì thâm quầng. Bà Tám quay lại, thấy anh như vậy thì cười, bảo anh về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để bà lo. Anh đưa mắt nhìn vợ thấy chị khẽ gật đầu thì mới đứng dậy về nhà. Mẹ anh chăm con dâu khi sinh béo lắm. Nói thật anh may mắn vì có bà đi theo, chứ lần đầu làm cha, anh lóng ngóng chả biết làm gì. Được một tuần thì bác sĩ cho xuất viện về nhà. Anh lần đầu được làm cha nên cứ lóng nga lóng ngóng chẳng biết làm gì. Bế con trên tay cứ sợ làm rơi con. Con khóc vì đói cũng chưa biết pha sữa cho con như thế nào. Nó háu ăn tim mẹ liên tục. Nhiều khi mẹ hết sữa, nó lại khóc váng cả lên. Cũng may có bà Lội, không thì anh cũng tha hồ khốn đốn với ông trời con. Vậy mà lì lắm, chích ngừa chả khóc bao giờ. Cái gen ấy có lẽ nó kế thừa từ ba nó. Bế nó đi chích ngừa khi nó đang ngủ, nó chỉ khẽ cựa mình khi mũi kim đâm vào đùi. Vậy thôi, chả khóc hay la gì. Nó chỉ khóc khi đói, báo hại cho nó nửa đêm, bất kể khi nào nó đói là phải lồm cồm ngồi dậy pha sữa cho con. Đầu tóc bù xù, mặt ngái ngủ, thế nhưng nhìn thằng bé tì sữa, anh đều cười, ánh mắt trìu mến nhìn con. Chị đỡ hơn nhiều, vết thương sinh mổ vẫn còn đau nhức, nhưng chị vẫn cố gắng tập đi dưới sự hộ đỡ của anh. Chị muốn mau chóng khỏe lại để được bế thiên thần nhỏ trên tay, được tự tay mình chăm sóc con yêu của mình. Chị xuất viện, xin ba mẹ anh về ngoại để tiện chăm sóc và tĩnh dưỡng. Bố mẹ chị đã già yếu lắm rồi, nên con sinh mà ông bà cũng chẳng đến thăm được. Bà Tám nghe con dâu nói vậy, tuy nhớ cháu nhưng cũng đành phải gật đầu đồng ý. Bà dặn dò chị đủ điều. Về đến nhà, cả nhà như bừng sức sống khi đón một thành viên nhỏ bé hòa nhập vào gia đình. Ai cũng chăm nựng bé, chơi đùa cùng với bé. Nhìn cảnh ấy, anh yên tâm đi làm. Công việc của anh có thời gian khách quãng. Anh làm thông một ngày, ngày hôm sau nghỉ. Thế lên ngày nghỉ,
anh lại hăm hở chạy xe về nhà bố mẹ chị, thăm chị, chăm con. Quãng đường dường như ngắn hơn mỗi khi anh nghĩ đến những người quan trọng nhất của mình. Duy chỉ có một điều mà anh sau này mới được nghe chị nói lại bố của chị để ý. Khi anh đi làm, thằng bé rất ngoan, đêm ngủ không quấy khóc. Nhưng mỗi lần anh về là đêm đó bé ngủ không yên và hay giật mình. Bố khẽ khàng ra ngoài mái hiên, đốt nhang và khấn. Các cụ thương cháu thì phù hộ cho cháu ăn ngon, ngủ yên, đừng chọc cho cháu quấy khóc. Ấy thế mà thằng bé ngoan thật, không còn quấy khóc đêm nữa. Bố nói rằng các cụ theo anh về thăm cháu, giờ đã đi rồi. Anh nghe bố nói rồi nhìn thằng cu đang ngủ ngon trên tay, nó đang khẽ mỉm cười. Còn được hơn 4 tháng, anh bảo chị bế con về nhà nội cho ông bà, kéo ông bà lại trông. Bà Tám ngày nào cũng gọi điện bảo nhớ cháu, chị đồng ý. Về đến nhà, ông bà đã đứng ngoài đường chờ cháu từ sáng sớm. Vừa thấy anh bế thằng cu bước xuống là bà đã vội chạy lại đỡ lấy. Ôi chao, nhớ thằng cu của bà quá, lại cho bà bế đây. Còn ông chỉ nhìn thằng cu con một tí rồi quay sang hỏi chị. Đi đường có mệt không con? Vào tắm rửa rồi còn ăn trưa. Mẹ chúng mày nấu nướng cả sáng đấy. Bà bế cháu không rời để chị ăn cơm. Ăn xong thì anh dọn rửa rồi giúp vợ thay quần áo cho con. Ông Tám ngồi bên trên ghế gọi Lực. Anh bảo vợ lát nữa xong thì ra đây. Tôi có chuyện quan trọng muốn trao đổi với hai vợ chồng. Anh và chị vội dắt nhau ra. Thằng cu được bà bế cũng đã ngủ say. Ông Tám hắng giọng. Tao với mẹ bay cũng đã bàn bạc với nhau lâu rồi. Nhà mình cũng chỉ có một mụn con trai là thằng Lực. Nên nguyện vọng của bố mẹ là muốn nó về đây ở cùng với ông bà. Còn tiện hương khói tổ tiên. Cũng chẳng thể nào mà làm cái nghề công nhân bấp bênh đó mãi được. Về quê học lấy cái nghề rồi đi làm con ạ. Bà Tám cũng tiếp lời. Giờ cũng đã có con rồi. Cái phòng trọ thì chật chội quá sao mà ở được. Thôi thì chúng mày về đây mà ở. Ông bà già quanh quẩn cũng buồn. Sau thằng cu nó lớn thì ông bà còn trông giúp cho. Chứ chúng mày ở trên đó thì ai trông con cho. Loan đưa mắt nhìn chồng. Chị hiểu nỗi lòng của bậc cha mẹ. Chẳng ai muốn sống xa con cái cả. Thế nhưng cảnh mẹ chồng làng dâu khiến chị có chút băn khoăn. Những ký ức về những ngày sống ở nhà chồng bị bà Tám đối xử tệ cũng khiến chị e dè. Mặc dù nay bà cũng đã thay đổi nhiều. Như đoán được ý con dâu, ông Tám nói tiếp. Bố mẹ định cắt cho anh chị mảnh đất vườn để anh chị xây nhà ở riêng. Có gì chạy qua chạy lại cho tiện. Nghe đến đây, Lực bối rối cất lời. Việc này bố mẹ để vợ chồng con bàn bạc lại đã ạ. Ừ, cứ nghĩ cho kỹ, sau này con cái nó cũng tiện hơn. Chiều đó Lực bàn bạc với chị hồi lâu. Cuối cùng cả hai quyết định nghe theo lời ông bà về quê sống. Bà Tám thấy con trai đồng ý thì vui lắm. Bà mở tủ lấy ra một gói tiền rồi dúi vào tay chị. Cầm lấy còn xây nhà. Mẹ biết chúng mày đi làm không có nhiều. Chỗ này là tiền ông bà già tiết kiệm được đấy. Chị rưng rưng nước mắt. Con cảm ơn mẹ. Anh chị vay mượn thêm cùng với tiền được ông bà cho và tiền tiết kiệm cũng vừa đủ xây một căn nhà nhỏ cạnh nhà bố mẹ. Anh cũng vừa đi làm vừa học việc ở một xưởng hàn xì trên thị trấn. Anh bảo chị, sau này có tiền ấy, anh sẽ mở cho em một quán ăn nhé. Chị cười khẽ gật đầu. Xây nhà, anh cũng tham gia trong những ngày anh rảnh rỗi. Thôi thì đủ thứ việc, nào là làm móng, đổ cột, đổ sàn, xây tường, việc nào anh cũng làm tắt. Chị cười, động viên anh cố hoàn thành căn nhà của vợ chồng mình. Ngôi nhà hoàn thành trong niềm vui sướng của gia đình chị. Ngửi mùi thơm nhà mới, anh biết rằng hạnh phúc sẽ đến với gia đình anh một lần nữa. Ngày về nhà, nhìn ngôi nhà khang trang cùng với con trai yêu dấu, anh ngỡ ngàng như đang trong một giấc mơ có thật. Mãi đến sau này, nhìn con trai và chị nằm ngủ say kế bên, anh vẫn chưa tin rằng đây là sự thật. Anh mỉm cười, hôn từng thành viên trong gia đình, và nhìn chị mỉm cười trong giấc ngủ, nụ cười mãn nguyện cho những gì đã trải qua. Hy vọng rằng câu chuyện hôm nay đã mang lại cho các bạn những giá trị nhân văn sâu sắc về tình cảm gia đình, cách đối nhân xử thế. Câu chuyện trong mỗi gia đình là muôn hình muôn vẻ, thế nhưng chúng ta chỉ cần đối xử với nhau bằng cả tấm lòng thì cuộc sống sẽ được viên mãn. Hãy cho chúng tôi biết về câu chuyện của các bạn và ý kiến của quý thính giả về câu chuyện ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Người ta thường nói mối tình thời học trò là mối tình ngây thơ và trong sáng nhất. Thế nhưng đối với tôi, mối tình thời học trò lại là mối tình đầy nước mắt và đau khổ. Nó đã khiến cho cuộc đời tôi rẽ sang một trang mới, đắng cay và tủi nhục. Nhớ lại cuộc đời mình, hạnh phúc thì ít mà khổ đau thì nhiều. Tôi tên là Liễu, năm ấy học lớp 11. Tôi tự nhận mình là một cô gái khá xinh xắn, học lực khá. Còn nhớ ngày thi đỗ vào trường cấp 3 này, bố mẹ tôi đã vui mừng biết mấy, vì đây là trường chuyên của huyện, chỉ có học sinh khá giỏi mới thi đậu, hoặc là con ông nọ bà kia xin vào học. Tôi được xếp vào lớp A1, là lớp điểm của cả khối. Ngày đầu nhận lớp, tôi đã lọt ngay vào mắt xanh của Tùng. Nói Tùng là thiếu gia cũng không sai. Tùng là con trai duy nhất trong nhà, gia đình cậu ta lại là gia đình giàu có nhất cả huyện này. Một chuỗi cửa hàng vàng bạc, trung tâm thương mại, khách sạn ở ngoài đường lớn đều là của bố mẹ cậu ta. Cậu ta theo đuổi tôi từ lớp 10. Nhưng hồi ấy tôi nào đâu biết yêu là gì, chỉ lo cắm cúi lên lớp, học bài rồi lại lên lớp. Thế nhưng Tùng cũng kiên trì lắm. Cậu ta cứ dùng chiêu mưa dầm thấm lâu, ở cạnh bên trò chuyện bầu bạn với tôi. Dần dà mãi đến cuối học kỳ 1 lớp 11, tôi mới nhận lời làm bạn gái của cậu, với một điều kiện: không được nói cho ai biết. Bố tôi mà biết tôi dám yêu đương lúc này thì có mà đánh gãy chân tôi luôn. Để nói về bố tôi thì ông là một người đàn ông gia trưởng, lòng dạ sắt đá. Tôi nghĩ là như vậy. Từ nhỏ tôi luôn sợ sệt ánh nhìn của ông mỗi khi tôi làm gì đó sai trái hoặc không hợp ý ông. Đến cả mẹ tôi, bà cũng không dám cãi lại ông dù chỉ nửa lời. Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy. Hôm ấy, trường tôi có tổ chức hội trại nhân lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Hội trại kéo dài 2 ngày. Ngày đầu tiên sẽ chơi các trò chơi tính điểm, rồi dựng trại qua đêm để đốt lửa trại. Và sáng hôm sau sẽ thi chấm trại đẹp. Khỏi phải nói, những cô cậu học sinh như chúng tôi đã vui mừng biết nhường nào. Chúng tôi hớn ha hớn hở, chuẩn bị trước cả tháng trời. Liễu, tối nay cậu có ở lại hội trại không? Lớp mình ở lại nhiều lắm đấy. Tùng hỏi tôi. Bố tớ không cho ở lại đâu. Cậu đã xin đâu mà biết? Chưa cần xin cũng biết, bố tớ nghiêm lắm. Tiếng Tùng thở dài, tôi thấy có lỗi nên nhẹ giọng. Nhưng tớ xin bố mẹ về muộn rồi, đến tầm 11 giờ sẽ về. Ừ, thế còn nghe được. Giọng nói Tùng phấn khởi. Đi, tớ dẫn cậu đến nơi này. Đi đâu vậy? Không ở lại hội trại sao? Ui, chán òm, có gì đâu mà ở lại. Nói rồi, Tùng chở tôi đi trên chiếc xe máy phân khối 50. Đi hồi lâu mà chưa thấy đến, tôi hỏi. Đi đâu thế? Đã 8 giờ tối rồi. Cậu cứ đi rồi biết. Mãi một hồi lâu, hóa ra Tùng chở tôi đến một bãi biển. Ôi, biển đêm đẹp thế. Đẹp không? Tớ đã muốn dẫn cậu đến đây lâu lắm rồi đấy. Biển đêm đẹp đến nao lòng. Những đoàn tàu đánh cá ngoài khơi xa sáng lấp lánh như một dải ngân hà. Tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió thổi nhẹ bên dạng phi lao. Tôi hét lớn. Đẹp quá đi. Nói rồi, Tùng kéo tôi xuống biển nghịch nước. Làn nước mát lạnh từ từ chạm vào từng ngón chân tôi. Hơi nước, hơi gió bốc lên, mang theo vị mặn của biển cả. Này, cậu làm gì thế? Tùng bỗng đâu khoác mạnh nước vào người tôi. Ai bảo cậu cứ ngơ người thế làm gì? Cậu không biết là tớ đang ngắm biển à? Tôi nhanh chóng khoát một vốc nước lớn vào người Tùng. Thì bỗng đâu một cơn sóng ập đến xô vào bờ, khiến cả người tôi và Tùng ướt như chuột lột. Chết rồi, làm sao đây? Tại cậu đấy. Tôi khóc giấm dứt. Ô, tớ xin lỗi, tớ làm sao biết được sóng hôm nay lại lớn thế? Giờ tính sao đây? Lạnh quá. Tôi ắt xỉ vài cái. Đi lên bờ đã, để tớ xem có phòng nghỉ nào không. Cậu tìm phòng nghỉ làm gì? Vậy, cậu định đứng đây đợi gió biển thổi khô quần áo à? Tôi lẽo đẽo đi theo Tùng vào một nhà nghỉ ven bờ biển gần đó.
Vừa đi, tôi vừa cúi gằm mặt vì xấu hổ, không dám cả ngước mặt lên nhìn đường. Chào chị, cho em thuê một phòng nghỉ ở đây ạ. Tùng nói với chị lễ tân. Cho chị xem chứng minh thư nhé. Tùng nhanh chóng mở ví. Đây ạ. Xong xuôi, Tùng kéo tay tôi vào một phòng nghỉ trên tầng 2. Cậu vào suối qua nước ấm đi, mặc bộ quần áo của nhà nghỉ vào, rồi để tớ đi xuống tầng dưới nhờ họ sấy khô. Chỉ tầm một tiếng là khô thôi. Tôi ngại đến đỏ cả mặt, nhanh chóng làm theo lời cậu nói, vội vội vàng vàng tắm rửa thật nhanh. Quần áo của tớ đây. Cậu ngồi đó đi, đợi chút để tớ vào thay quần áo đã. Tùng nhanh chóng chạy xuống tầng dưới, đưa quần áo của cả hai để nhờ sấy khô. Lúc lên còn không quên mang theo 2 ly trà gừng. Cậu uống đi cho ấm người. Cảm ơn cậu. Nói rồi, cả hai đứa lại rơi vào im lặng. Bầu không khí lúc này ngột ngạt đến khó thở. Một lát sau, Tùng mon men nắm lấy tay tôi. Cậu không phải lo đâu, mới 9 giờ hơn, tớ sẽ kịp đưa cậu về nhà lúc 11 giờ. Ừ, tớ biết rồi. Lại im lặng, lúc này tôi cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết lơ đễnh nhìn xung quanh. Bất chợt, tôi va phải ánh mắt của Tùng. Cậu cứ nhìn tôi mãi, ánh nhìn say đắm, khiến tôi đỏ cả mặt. Từ từ cậu ghé sát vào khuôn mặt nóng bừng của tôi, hôn nhẹ lên đôi môi của tôi. Nụ hôn đầu vụng về và bỡ ngỡ. Bàn tay cậu dần dần trượt xuống ngực, rồi bụng, tham lam vuốt ve cả cơ thể con gái còn trong trắng của tôi. Lần đó, cả hai chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Hồi đó, tôi chẳng biết kỳ dụng chứng, kỳ an toàn là thế nào. Lần đầu tiên và duy nhất của tôi với Tùng đã khiến tôi mang thai. Đợt ấy, tôi cũng chẳng để ý là mình bị trễ kinh nguyệt 2 tuần. Hôm ấy là tiết thể dục 10 giờ sáng. Trời nắng như đổ lửa, thầy giáo vừa điểm danh lớp xong. Đầu óc tôi đã quay cuồng, tối sầm, tôi ngã phịch xuống đất, ngất lịm. Nghe đầu, Tùng đã bế tôi vào phòng y tế của trường. Lúc tỉnh dậy, thấy ánh nhìn của cô y tá có vẻ khác lạ. Tôi rón rén hỏi. Bác sĩ, em sao thế ạ? Cô chưa chắc chắn, nhưng chiều nay em hãy cùng mẹ đi đến bệnh viện phụ sản để kiểm tra cho chắc chắn nhé. Em bị sao thế ạ? Em chỉ bị hoa mắt chóng mặt thôi, nhưng chỉ số huyết áp của em hơi bất thường. Chiều nay đi khám lại với mẹ nhé. Bất thường là thế nào ạ? Cô đang nghi ngờ em có thai. Có thai? Trời ơi, tôi sững sờ, đầu óc quay cuồng. Tôi nghĩ lại chu kỳ kinh nguyệt của mình, hình như đã chậm hơn một tuần rồi. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, tay chân tôi run rẩy. Cả buổi đó, tôi không thể nào học vào một chữ nào. Tan trường, tôi nhỏ giọng nói với Tùng. Tùng, cô y tá bảo, tớ đến viện kiểm tra. Cô ấy nói nghi ngờ tớ mang thai. Mang thai? Tùng kinh ngạc hét lớn, tôi vội vội vàng vàng bịt miệng cậu lại. Cậu bé bé cái miệng thôi. Tùng im lặng, không nói gì nữa. Trong mắt cô cậu học sinh thì mang thai là chuyện không tưởng. Để đến tai bố mẹ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thế giờ tính sao đây? Tùng hỏi tôi. Tớ không biết, phải tới phòng khám tư nhân để kiểm tra xem có thật mang thai không. Tớ tra trên mạng, họ bảo thế đấy. Nói rồi, Tùng chở tôi đi tới phòng khám để kiểm tra. Kết quả đúng là tôi đã mang thai. Cái thai đã được hơn 1 tháng. Ngồi bần thần trên hành lang phòng khám, nước mắt tôi chảy ràn rụa. Cả Tùng cũng không khá hơn, mặt cậu trắng bệch vì lo lắng. Cả hai đứa không ai bảo ai, đều đang nghĩ phải mở lời với bố mẹ như thế nào. Buổi chiều hôm đó, bước chân vào nhà, tôi lấm la lấm lét nhìn trước ngó sau, xem bố có ở nhà không. Thật may là ông chưa đi làm về. Thấy mẹ đang lúi cúi phía sau bếp, tôi nhỏ giọng nói. Mẹ ơi, con có việc muốn nói. Về rồi đấy à, mẹ cũng có việc muốn hỏi con đây. Tôi chột dạ, không biết là mẹ đã nghe chuyện gì rồi đấy chứ. Sao, sao thế hả mẹ? Tháng này, sao mẹ chưa thấy con tới chu kỳ vậy? Kinh nguyệt không đều, nguy hiểm lắm đấy. Để hôm nào mẹ chở con đi khám. Tôi ấp a ấp úng. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ.
giờ con phải làm sao đây ạ? Mẹ tôi hoảng hồn. Sao? Có chuyện gì? Nói mẹ nghe. Con lỡ dại mẹ ơi. Con đi khám, bác sĩ nói con có thai hơn một tháng rồi mẹ ơi. Sao? Cái gì? Trời ơi, Liễu ơi là Liễu. Mẹ ơi, mẹ cứu con với mẹ ơi. Giờ con không biết phải làm sao cả. Mẹ ơi. Mày còn hỏi tao làm cái gì nữa hả? Bố mày mà biết thì ông ấy giết cả hai mẹ con luôn đấy. Trời ơi là trời, sao cái số tôi nó lại khổ thế này hả trời? Vừa nói, mẹ vừa đánh vào vai tôi, vừa khóc. Hai mẹ con cứ thế, người đánh người khóc. Mãi lúc lâu sau, mẹ hỏi. Mày có thai với thằng nào? Nói nhanh. Con lỡ dại một lần là Tùng, học cùng lớp ạ. Trời ơi là trời, sao mày lại dây dưa với cái nhà đó làm gì hả? Nhà nó giàu có nhất cái huyện này. Bố mẹ nó có xem ai ra cái gì đâu. Con ơi là con, dại dột đến thế là cùng. Mẹ ơi, không phải thế đâu. Tùng bảo sẽ về thưa chuyện với bố mẹ ạ. Tùng bảo con hãy tin cậu ấy ạ. Mày ngây thơ lắm con ơi. Sao tôi lại sinh ra đứa con dại dột thế này hả trời? Bữa cơm tối hôm ấy trôi qua trong nặng nề. Đến cả bố tôi cũng nhận ra sự khác lạ. Ông hắng tiếng hỏi. Liễu, dạo này học hành thế nào rồi? Tôi giật bắn người, lý nhí trả lời. Dạ, cũng bình thường ạ. Sắp thi học kỳ 2 nên hơi nhiều bài ạ. Ừ, thế thì lo mà học hành cho tốt vào. Bữa tối lại tiếp tục trôi qua trong yên ắng. Một lúc sau, bỗng nghe tiếng chó sủa dồn dập ngoài cổng. Một giọng nói có phần chua ngoa vọng vào trong nhà. Nhà cái con bé đấy ở đây phải không? Dạ, đúng ạ. Có tiếng lý nhí trả lời. Người phụ nữ nhanh chóng cất giọng gọi. Có ai ở nhà không? Bố tôi vừa ăn cơm xong, nhân tiện đi ra cửa. Ai đấy? Có phải nhà con Liễu ở đây không? Tôi giật bắn mình, linh tính mách bảo có chuyện gì không hay. Đúng rồi ạ, bà tìm nó có việc gì không? Người phụ nữ dậm chân đi vào nhà, ngồi phịch xuống ghế. Đi kế bên là Tùng, mặt mày lấm lét, vẻ lo sợ. Tôi đến đây để hỏi tội con gái ông. Vì sao lại khuyến rũ, làm lỡ dở đời con trai tôi thế này hả? Giọng nói chua ngoa, có phần sức sược của bà khiến bố tôi nổi nóng. Ông thiếu tí nữa là quát ầm lên. Bà ăn nói cho cẩn thận nhé. Bà ở đâu vào đây, ăn nói bất lịch sự như thế hả? Tôi chả việc gì phải cẩn thận. Ông cứ hỏi con gái rượu của ông thì biết, xem nó đã làm ra cái chuyện gì. Liễu, mày ra đây, có chuyện gì nói rõ cho tao xem. Tôi rón rén bước ra ngoài phòng khách. Chưa kịp nói câu nào thì nước mắt đã rơi lã chã, khiến bố tôi càng tức giận. Ông quát. Tao đã làm gì mày mà mày khóc hả? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày có nói không thì bảo. Con gái ông, nó khuyến rũ con trai tôi để mang thai, để bước chân vào nhà tôi đấy. Gớm đời, mới bây lớn mà đã quen cái thói lẳng lơ. Mẹ Tùng cất lời, giọng nói chỉ chiết, đanh đá. Mang thai? Liễu, mày có nói không? Hay để tao đánh gãy chân mày rồi mày mới nói hả? Tôi sợ hãi quỳ rụp xuống, hai tay chắp xuống van xin bố. Bố ơi, bố tha cho con biết lỗi rồi ạ. Bố đừng đánh gãy chân con mà, bố ơi. Gương mặt bố tôi đỏ bừng vì giận, hai tay nắm chặt, quay hàm bạnh ra, trông đáng sợ vô cùng. Mẹ tôi đứng nép một bên, chẳng dám hé răng, lấy một lời. Chỉ có mẹ của Tùng, bà ấy tỏ rõ thái độ ngạo mạn và trịch thượng. Cho đến tận sau này, tôi cũng không thể hiểu nổi, giọt máu tôi đang mang trong bụng là con cháu của bà cơ mà. Tại sao bà có thể nhẫn tâm đối xử tệ bạc, nói những lời tàn nhẫn như vậy? Và điều khiến tôi bẽ bàng hơn cả là thái độ của Tùng. Cậu ấy ngồi im như pho tượng, mặc cho mẹ cậu ta chửi bới và lăng mạ tôi như vậy. Không hề có ý định sẽ đứng ra giải thích giúp tôi dù chỉ một lời. Tôi nói cho bà biết, con gái tôi có mang thai cũng không đến lượt bà phải phán xét. Xin mời bà biến ra khỏi nhà tôi. Giọng nói tức giận của bố tôi. Tôi cũng chả báu gì cái nhà này. Tôi nói cho ông bà biết nhé. Con trai tôi sẽ chuẩn bị đi du học. Nó sẽ ra nước ngoài. Và nó không dính dáng gì đến con gái của mấy người. Còn cái thai trong bụng nó.
chắc gì đã là con của con trai tôi. Nói rồi, bà ta đứng phắt dậy rồi ra về. Bước ra cửa, thấy Tùng vẫn chân chối nhìn tôi, ánh mắt như có gì muốn nói. Bà ta gằn giọng. Mày còn ngồi đấy làm gì hả? Đi về! Tùng nhanh chóng bước về, không dám cãi lời mẹ lấy một lời. Tôi như chết lặng, nước mắt chảy ràn rụa, giọng nói van lớn. Bố ơi, con biết con sai rồi, con xin lỗi bố, xin bố hãy tha thứ cho con, bố ơi! Bố tôi tức giận, không nói, ông như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. Mẹ tôi, người đàn bà tội nghiệp, cả đời không dám cãi chồng nửa lời. Nhìn con gái không đành, vội đỡ hộ tôi vài lời. Bố nói à, giờ chuyện đến nước này, tức giận cũng không phải là cách, mình phải nghĩ cách. Cái liệu... Bà im mồm, tất cả là tại bà. Nếu bà không nuông chiều nó, nếu bà không bao che cho nó, thì có đến nông nỗi bị người ta đến tận nhà xỉ vả như thế không hả? Đúng là thói đời, con hư tại mẹ. Mẹ tôi im bặt. Lúc này, chỉ cần mẹ tôi nói nửa lời nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi cứ quỷ mãi như thế. Một hồi lâu, bố tôi bảo, cái thai này không thể giữ. Mày phải bỏ nó ngay trước khi mọi chuyện vỡ lở cho tao. Nếu không, mày đừng có trách tao. Bố, con xin bố, đây là máu mủ của con không thể bỏ nó được đâu ạ. Mày đừng có cãi lời tao. Để cái thiên hạ này biết mày còn đi học mà đã ưỡn bụng như thế, thì tao còn biết giấu mặt vào đâu nữa hả? Bố ơi, đứa bé là cháu của bố mà. Mày đừng để tao nói nhiều. Nói rồi, ông hậm hực phóng xe máy lao vút ra khỏi nhà. Mẹ cứu con với, giờ phải làm sao đây ạ? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi. Liễu ơi, sao con dại dột thế hả con? Con còn không biết tính bố con hay sao? Ông ấy sẽ không chịu để yên đâu. Nghe lời mẹ, bỏ đứa bé đi con. Con còn nhỏ, mới học lớp 11, còn cả chặng đường dài phía trước. Đâu thể vì đứa bé này mà lỡ dở được. Nhưng mẹ ơi, con không nỡ mẹ ơi. Mẹ cũng không nỡ, nhưng biết làm sao? Chỉ còn cách đó thôi, con ơi. Mẹ ôm chầm lấy tôi, cả hai mẹ con khóc nức nở. Cả đêm đó, tôi chẳng thể chợp mắt nổi. Giơ tay lên xoa xoa chiếc bụng phẳng lì. Đứa con của tôi chỉ mới là giọt máu, đã bị người này đến người kia hắt hủi. Đáng thương biết bao nhiêu. Cứ nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, nước mắt của tôi lại rơi không thể kìm nổi. Thái độ lạnh nhạt của Tùng, người mà mới vừa lúc sáng còn hứa sẽ bảo vệ tôi. Ánh mắt chỉ chiết, lời nói cay độc của mẹ Tùng, sự phẫn nộ của bố tôi, những giọt nước mắt bất lực của mẹ, khiến lòng tôi đau nhói. Càng nghĩ, tôi lại càng khóc. Cơn đau bụng từ âm ỉ chuyển sang dữ dội, đau thắt vùng bụng dưới. Tôi vội lết xuống giường, sang phòng mẹ kêu. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Đau bụng thế nào hả con? Mẹ tôi vùng dậy. Con đau thắt từng cơn bụng dưới. Mẹ ơi, cứu con. Vừa nói dứt lời thì giữa hai chân tôi xuất hiện một vệt máu dài. Chết rồi, mặc áo vào, đi vào bệnh viện với mẹ nhanh lên. Mẹ nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện. Bác sĩ bảo cái thai còn yếu, sức khỏe của tôi cũng không tốt, chưa sẵn sàng để mang thai nên không giữ được. Cần phải ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Mẹ xin cho tôi ở nhà một tuần để nghỉ ngơi, báo với nhà trường là bị ốm nặng. Tôi cứ nghĩ là chuyện này sẽ cứ thế mà im xuôi, không bị lộ ra ngoài. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, cả cái làng này, ai ai cũng bàn tán xôn xao. Tôi nhớ rõ buổi tối hôm đó, bố tôi đi dỗ ở nhà bác Dũng. Tầm 8 giờ tối thì bố về. Vừa về đến nhà, ông đã đỗ phịch cái xe trước cửa nhà, giọng lè nhè quát lớn. Còn Liễu đâu? Cái con trời đánh! Mày ra đây mà xem, bố mày bị mày bôi cho chất chấu lên mặt như thế nào? Tao phải giết chết mày, cái thứ con bất hiếu! Vừa nói, ông vừa cầm cái đòn gánh ở sau hè xông vào phòng tôi. Em xin anh, đừng đánh cái Liễu, nó còn yếu, không chịu nổi đâu. Em van anh. Bà cút ra!
cái thứ vợ con khốn nạn, tao giết hết cả hai đứa mày. Nói rồi, bố tôi định dùng cái đòn gánh đánh vào lưng mẹ. Tôi thấy thế, vội dùng tay đỡ lấy. Không ngờ cú đánh quá mạnh, tay tôi kêu rắc một cái, mẹ tôi hét toáng lên. Ông làm cái gì thế? Ông định giết chết con gái hay sao hả? Lần đầu tiên, tôi thấy mẹ dám quát lớn như vậy trước mặt bố. Bố tôi hình như cũng bất ngờ với cú đánh vừa nãy. Ông hầm hừ rồi im lặng. Có mắt có mũi, sao không biết đường mà tránh? Nói rồi, ông bỏ mặc mẹ con tôi vào buồng ngủ. Lần này lại là mẹ tôi đưa vào bệnh viện. Cái bóng gầy gò xiêu xiêu của mẹ chở tôi đi trên con đường làng tối đen như mực, khiến tôi trào nước mắt. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Bác sĩ bảo tôi bị gãy tay, vết thương khá nặng nên phải ở lại bệnh viện theo dõi ít hôm. Cũng được, bây giờ tôi thực sự không muốn quay về ngôi nhà ấy một chút nào nữa. Bố tôi từ hôm tôi vào viện, ông cũng không hề hỏi han tôi lấy một câu. Ông còn tuyên bố, không có thứ con như tôi, sẽ không chi cho tôi một đồng xu, một cắc nào nữa. Hàng ngày, mẹ tôi sẽ tranh thủ vào viện thăm tôi buổi trưa. Buổi tối ngủ lại, còn ban ngày bà phải đi làm. Bà có một sạp hàng nhỏ ngoài chợ, buôn bán hoa quả. Giờ mà nghỉ bán thì sẽ không có tiền để thuốc men cho tôi nữa. Mỗi ngày chẳng có việc gì làm, tôi lại ngồi thẫn thờ ngoài ghế đá bệnh viện từ sáng đến trưa, rồi lại từ trưa đến chiều tối. Tôi thấy như cuộc đời mình cứ thế mà chấm dứt hết tất cả rồi, bị mọi người sỉ vả, khinh bỉ. Giờ ở trường, các bạn học ai ai cũng đã biết chuyện, rồi họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào đây? Tôi có thể vượt qua những ánh mắt phán xét ấy được không? Còn Tùng, cậu ta có lẽ đã nghe lời mẹ mà sang nước ngoài du học. Cậu ta sẽ chẳng còn nhớ gì đến tôi đâu. Mối tình thời học trò của tôi sao mà cay đắng và nghiệt ngã đến như vậy? Vừa đi vừa nghĩ, tôi đâm sầm vào một người đàn ông trên hành lang bệnh viện. Cháu xin lỗi, chú không sao chứ ạ? Không sao, mắt mũi để đâu thế hả cô bé? Cháu đang mải nghĩ quá ạ, cháu xin lỗi ạ. Người đàn ông cười trừ, tỏ vẻ không sao rồi quay người bỏ đi. Đi được mấy bước còn ngoái đầu lại nhìn tôi một cái. Nằm viện thêm mấy hôm nữa thì tôi xuất viện. Suốt mấy ngày suy nghĩ, tôi cũng ra quyết định sẽ nghỉ học. Tôi sẽ lên thành phố tìm việc làm thêm, đỡ đần cho mẹ, rồi sẽ tích góp tiền học hành sau này. Cạnh nhà tôi có cái Hoa, là bạn thân của tôi từ nhỏ. Vì gia cảnh khó khăn nên học hết cấp 2 là nó đã đi làm. Nó bảo chỉ cần tôi muốn thì nó sẽ xin việc giúp tôi. Cửa hàng nó làm cũng đang cần tuyển thêm nhân viên. Mẹ tôi không đồng ý, bà khóc lóc bảo sẽ cố gắng để nuôi được tôi. Nhưng tôi thuyết phục mẹ mãi, hứa sẽ không từ bỏ việc học thì mẹ mới xuôi xuôi. Ngày hôm sau, tôi khăn gói lên thành phố. Cô gái 17 tuổi, đáng nhẽ ra phải vô lo vô nghĩ, giờ này đang ngồi trong lớp học bài, chuẩn bị cho kỳ thi, với tương lai đầy hứa hẹn, thì giờ đây lại bỏ lên xứ người, lăn lộn giữa dòng đời xuôi ngược. Xe vừa cập bến Giáp Bát, đang đảo mắt tìm xe ôm thì cái Hoa đã nhanh nhảu gọi. Liễu, bên này! Tôi như vớ được vàng vội chạy lại. Sao mày bảo hôm nay phải đi làm, không tới đón được? Ồ, tao sợ mày mới lên thành phố, bị người ta lừa. Hồi mới lên, tao cũng suýt chút nữa bị lừa. Đi, để tao dẫn mày về phòng trọ tắm rửa, sáng mai đến nhận việc luôn. Tôi ậm ừ đi theo Hoa về phòng trọ. Sáng hôm sau, Hoa dẫn tôi tới nhà hàng mà nó đang làm việc. Tới nơi, tôi cũng phải há hốc mồm vì độ xa hoa của nhà hàng này. Hoa, mày tìm đâu được nhà hàng đẹp quá vậy? Chuyện đâu mà lị. Lương thưởng ở đây khá lắm đấy. Chỉ cần mày chăm chỉ thì sẽ nhanh chóng tích góp được tiền thôi. Vào đến nơi, Hoa dẫn tôi vào gặp anh Thắng, quản lý trưởng ở đây. Chào anh, đây là bạn em. Hôm trước em có nói qua rồi đấy ạ. Chào em. Anh Thắng bắt tay niềm nở. Dạ, chào anh ạ.
mong được anh giúp đỡ nhiều hơn. Mấy ngày này em cứ học qua, nhìn mọi người làm. Nhìn em xinh xắn thế này, anh sẽ cho em đi phục vụ bàn. Em phải học qua cho thuộc menu với một số từ tiếng Anh. Em phải hiểu nhé. Dạ, em cũng có biết đôi chút tiếng Anh ạ. Anh Thắng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Mất 2 ngày đầu, tôi cứ thế học thuộc cái menu dài dằng dặc, những món ăn toàn tên tiếng Anh, rồi học qua cách đi đứng, học cách nói chuyện với khách hàng. Liễu này, ngày mai em chính thức làm việc nhé. Anh xem qua, thấy em học việc khá nhanh đấy. Có gì thì em hỏi qua cái Hoa nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Thấm thoát, tôi đã làm được ở trên này 1 tháng. Mỗi ngày từ lúc 6 giờ sáng, hai đứa chúng tôi lại tất bật dậy, chuẩn bị ăn uống rồi đi làm. Đến tận tối muộn mới về nhà, lúc 9-10 giờ tối. Công việc khá vất vả, vì nhà hàng sang trọng nên hàng ngày tôi phải đi trên đôi guốc cao 3 phân. Mỗi đêm về chân tay tôi nhức mỏi, rã rời. Nhưng bù lại, lương thưởng ở đây khá tốt. Chỉ mới thử việc mà mức lương đã được 8 triệu, còn bao ăn chưa? Nếu được nhận chính thức sẽ lên 10 triệu. Reng, reng, reng. Alo, mẹ à? Con đi làm về chưa? Con mệt lắm không con? Là mẹ tôi gọi. Ngày nào cũng vậy. Cứ căn giờ tôi đi làm về là bà lại gọi hỏi thăm tôi. Con vừa mới về xong mẹ ạ. Đợt này con cũng quen việc rồi nên không vất vả lắm đâu. Mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ yên tâm làm sao được? Cứ nghĩ đến con phải bươm chải hàng ngày mà mẹ không thể nào chợp mắt nổi. Mẹ, bố dạo này thế nào ạ? Có hay mắng mẹ nữa không? Tiếng mẹ tôi thoáng ngập ngừng rồi nhỏ lại. Bố con vẫn thế mà. Ông ấy chỉ độc mồm độc miệng thế thôi. Con không phải suy nghĩ lung tung đâu. Thế con đi ngủ sớm đi. Ngày mai con đi làm nhé. Nói là thế, nhưng người tôi lo lắng nhất vẫn là mẹ. Mẹ chỉ có một mình tôi. Sinh tôi xong, bà không còn khả năng mang thai nữa. Vì thế nên bà luôn nghĩ mình có lỗi với bố, luôn nhẫn nhịn trước mọi câu chửi mắng của bố. Dần dà, bố tôi càng được nước lấn tới. Ông hở chút là mắng nhiếc mẹ, thậm chí là đánh đập, chửi mắng mẹ. Giờ tôi lại thế này, bố tôi càng có cớ để chửi bới mẹ. Tôi càng nghĩ lại càng thương mẹ đứt ruột. Thời tiết mùa hè oi bức, ngột ngạt đến khó chịu. Chỉ mới hơn 6 giờ sáng, mặt trời đã lên cao tận đỉnh đầu. Ánh nắng chói chang báo hiệu một ngày nắng nóng đỉnh điểm. Tôi và Hoa vội vàng thức dậy, ăn vội gói mì tôm rồi đi làm. Lại là một ngày làm việc như bao ngày. Tôi vừa làm việc vừa tranh thủ thời gian rảnh để học thuộc thêm menu. Thoáng thấy có vị khách bước vào, tôi nhanh nhẹn chạy tới. Xin chào quý khách ạ, xin hỏi quý khách cần dùng gì ạ? Cho tôi một ly đen đá, cảm ơn. Vâng ạ, xin quý khách chờ chút ạ. Tôi nhanh chóng vào quầy pha chế, bê đồ ra phục vụ khách. Vừa mới tới chỗ ngồi của khách hàng, đang bê trên tay ly đá thì ở bàn trên có một cậu nhóc chạy tới bổ nhào vào người tôi, khiến cho cả ly đá đổ ập vào người của một vị khách kia. Tôi hoảng hốt lo sợ. Xin lỗi quý khách, anh không sao chứ ạ? Đứa bé bên kia thấy thế thì chạy biến đi mất, khiến tôi bối rối không ngừng. Vị khách kia ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh nhìn thoáng chút sững sờ, cất lời nói. Không sao, tôi lau chút là được. Dạ vâng, em cảm ơn ạ, để em bù lại ly khác ngay ạ. Tôi vội vội vàng vàng, luống cuống, thu dọn trên bàn rồi chạy vào quầy pha chế. Để lấy lại ly nước khác mà không biết có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình. Có vẻ như em rất thích xin lỗi tôi nhỉ? Tôi tròn mắt ngớ người, dường như biết tôi chưa nhận ra mình là ai, vị khách kia lại tiếp lời. Hôm trước, trên hành lang bệnh viện ở Thanh Hóa, có đúng là em đã đâm sầm vào người tôi không? Vị khách vừa hỏi, vừa nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt tỏ ý cười. Tôi hơi sững người nhận ra, anh ấy cũng khá quen mặt. Đúng là người tôi đã đâm phải ở hành lang bệnh viện ngày trước. Tôi hỏi, dạ vâng ạ, vậy anh cũng là người Thanh Hóa,
cùng quê với em phải không ạ? Giờ mới nhận ra à? Cứ tưởng đâu em không nhận ra tôi. Tôi cười gượng, ngại ngùng nói. Trí nhớ của em hơi kém ạ. Xin lỗi anh vì sự cố vừa nãy ạ. Không sao, em vào làm việc đi. Vừa tới chỗ làm, cái Hoa đã nhanh nhảu hỏi tôi. Kinh, nói chuyện gì với khách mà cười tươi thế kia hả? Khai mau. Cái con điên này, có gì đâu. Mày cứ nói thế người khác lại hiểu nhầm. Ta thấy rõ ràng mà, đừng có chối. À, vị khách này hôm trước có gặp một lần, lúc tao ở quê. Giờ lên đây lại gặp, nên chào hỏi đôi chút thôi. Mày bớt ảo tưởng đi được không, hả? Cứ ngỡ nhân duyên giữa tôi và vị khách kia chỉ thoáng qua, như những người đồng hương vô tình gặp nhau trên chốn thành thị, xô bồ này. Nhưng không, giữa hai chúng tôi dường như có một sợi dây vô tình nào đó, cứ dần dần kéo chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Hôm đó, đang làm việc như thường ngày, thì tôi nhận được một cuộc gọi của dì, em gái của mẹ tôi. Vừa nhìn thấy điện thoại, tôi đã biết ngay có chuyện gì không hay xảy ra. Alo, dì ạ, cháu Liễu đây ạ. Cháu à, cháu có rảnh không? Về thăm mẹ chút, mẹ cháu ốm nặng, đang cấp cứu trên viện. Sao ạ? Vâng, cháu về liền, cháu về ngay đây ạ. Tôi luống ca luống cuống, chạy vội đến chỗ anh Thắng quản lý để xin nghỉ. Anh ơi, mẹ em ở quê vừa phải vào viện cấp cứu, em xin phép nghỉ ít hôm được không ạ? Ừ, nhưng chỉ một hai hôm thôi nhé, đợt này nhà hàng đang nhiều việc. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Tôi vội vàng thay quần áo rồi chạy ra bến xe gần đó để bắt xe. Cũng may vừa mới nhận được tháng lương thứ hai. Trừ đi chi phí sinh hoạt, tôi cũng gom góp được một ít để đưa về cho mẹ. Đang nóng ruột đợi xe thì một chiếc ô tô đỗ phịch trước mặt. Em đang định về quê à? Vâng ạ, anh đi đâu đấy ạ? Là vị khách hôm trước tôi gặp ở quán. Anh cũng đang trên đường về quê có việc. Lên xe đi, anh chở em về. Đang vội về với mẹ nên tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng leo lên xe. Không khí có vẻ ngượng ngùng, vì dù sao chúng tôi cũng chỉ vừa mới gặp nhau có mấy lần. Anh còn chưa biết em tên gì đâu. Dạ, em là Liễu ạ, năm nay 18 tuổi ạ. 18 tuổi, em không đi học sao? Dạ, vì trong nhà có chuyện nên em không theo học nữa ạ. Tôi im lặng, cứ mỗi lần có người hỏi đến chuyện vì sao không đi học nữa, vì sao lại bỏ học giữa chừng, tôi lại im lặng. Có lẽ vì tiếc nuối cho quãng thời học sinh ấy của mình. Có lẽ vì xấu hổ. Nhận ra được sự ngập ngừng trong lời nói của tôi, anh mở lời tiếp. Anh là Phong, năm nay 35 tuổi. Có lẽ là cùng quê với em đấy. Em về đâu? Để anh trở về. Anh chở em tới bệnh viện thành phố Thanh Hóa ạ. Mẹ em đang cấp cứu ở đấy. Mẹ em đang cấp cứu à? Sao không nói sớm? Để anh tăng tốc nhé. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Tầm một tiếng sau, tôi đã có mặt ở bệnh viện. Tôi chạy ù vào phòng cấp cứu thì được biết mẹ đã xuất viện về nhà. Tôi ngạc nhiên. Không phải là mẹ đang ốm nặng sao? Sao lại xuất viện về nhà? Mẹ em một mực xin về nên chúng tôi cũng không thể giữ lại. Phong đứng bên cạnh sốt sáng nói. Lên xe, anh chở em về nhà. Vâng ạ. Phong lập tức chở tôi về nhà. Vừa đến đầu ngõ, tôi đã hét toáng lên. Mẹ ơi, mẹ! Mẹ tôi đang nằm nghỉ trong buồng, còn bố tôi đang ngồi uống nước ở giữa nhà. Con chào bố ạ, để con vào thăm mẹ đã ạ. Bố tôi không nói gì, ông chỉ đảo mắt ra phía sau. Đang có Phong ở đấy với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Tôi đang định bước vào thăm mẹ, thì bố tôi trợn mắt quát. Ai đấy? Mới lên thành phố được mấy tháng mà đã dẫn trai về nhà thế kia à? Tôi thẹn quá đến đỏ mặt. Cãi cự. Bố đừng nói thế. Anh ấy thấy con không bắt được xe về nên giúp đỡ thôi ạ. Lúc này phía trong buồng có tiếng ho khổ khụ của mẹ tôi vọng ra. Tôi vội vội vàng vàng. Anh ngồi ngoài này nghỉ ngơi chút ạ. Để em vào xem mẹ thế nào. Phong khẽ gật đầu đồng ý. Vừa bước vào gian buồng, nước mắt tôi đã trực trào ra. Mẹ nằm trên chiếc giường cũ kỹ, dáng người gầy hom hem. Dù là ban ngày, nhưng trong buồng vẫn tối thui, không chút ánh sáng. Mẹ sao rồi ạ?
Dì Út nói mẹ vừa đi cấp cứu về. Sao mẹ không ở lại bệnh viện mà lại về sớm thế? Ồ, mẹ có sao đâu, chỉ hơi mệt một xíu. Dì con cứ làm quá lên ý. Mẹ đã ăn uống gì chưa? Sao phòng ốc tối thui thế này ạ? Lúc nãy mẹ có ăn cháo trên viện rồi. Mẹ nói thật đi, có phải là bố lại đánh mẹ không ạ? Mẹ tôi thoáng ngập ngừng rồi nhỏ giọng. Không có đâu, con nói linh tinh gì thế? Mẹ đừng nói dối con nhìn là biết liền. Con xin lỗi mẹ, chỉ tại con mà mẹ bị bố dằn vặt chút giận lên đầu mẹ. Tôi vừa nói vừa khóc. Con sẽ cố gắng làm việc, gửi về thật nhiều tiền cho mẹ, đỡ khổ. Vừa nói, tôi vừa mở túi sách, cầm lấy một phong bì tiền. Đây là tiền lương 2 tháng qua của con, chỉ mới thử việc nên không có nhiều. Mẹ cầm đỡ ăn uống tẩm bổ. Đừng ham công tiếc việc nữa ạ. Con sẽ chăm chỉ cố gắng kiếm tiền, gửi về cho mẹ. Chợt nhớ đến Phong còn ở bên ngoài, tôi xin phép chạy ra xem tình hình thế nào. Chỉ còn thấy bố ngồi một mình trên ghế. Tôi hỏi, bố, anh Phong đâu rồi ạ? Bố tôi không đáp lại, chỉ hậm hừ, vẻ tức giận. Bố đừng hiểu nhầm, anh ấy chỉ là đồng hương, tiện đường cho con về quê thôi ạ. Tao cần gì phải hiểu nhầm? Mày thấy nó giàu nên định ve vãn nó chứ gì? Tao còn lạ gì mày nữa? Tôi uất nghẹn, không ngờ bố ruột tôi, người sinh ra tôi, lại có thể nói những lời cay nghiệt như vậy về tôi. Bố nói gì thế? Bố xem con là loại người gì? Ông chỉ hừ một tiếng rồi phóng xe bỏ ra ngoài. Từng lời nói của ông như con dao cứa vào tim tôi. Tôi uất nghẹn, nước mắt trào ra trên khuôn mặt. Bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu khổ cực cứ ùa về, khiến tôi không thể nào ngừng khóc. Ở nhà 2 ngày, chăm sóc mẹ, thấy mẹ đỡ hơn phần nào, nên tôi cũng xin phép lên thành phố làm việc. Phần vì công việc nhiều, phần vì thái độ của bố, nên dù thương mẹ, tôi cũng xin phép đi. Mẹ, con đi đây, có việc gì mẹ nhớ gọi cho con nhé, đừng giấu con. Ừ, con đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, không phải lo cho mẹ đâu. Tạm biệt mẹ, tôi lên thành phố làm việc. Công việc vẫn trôi qua đều đều như vậy, cho đến ngày tôi gặp lại Phong. Hôm ấy chuẩn bị tan ca tối thì Phong bước vào. Anh ngồi ở góc bàn, chỉ gọi một ly cà phê, rồi anh lại im lặng làm việc, lâu lâu lại nhìn tôi. Anh nhìn tôi mà không tỏ chút vẻ gì giấu giếm, khiến tôi hơi chột dạ. Chào anh, hôm trước ngại với anh quá, em chưa kịp nói lời cảm ơn anh. Anh cũng thấy thế. Tôi giật bắn mình vì câu nói có phần đùa của Phong, ấp a ấp úng. Em xin lỗi ạ, làm phiền anh quá mà không biết trả ơn anh thế nào. Tối nay mời em đi ăn tối, xem như là lời xin lỗi, ok? Tôi ngập ngừng rồi đồng ý. Anh ấy đã nói như vậy, tôi cũng không thể nào từ chối được. Vậy anh chờ em một chút, còn 30 phút nữa là em tan làm ạ. Ok em. 30 phút sau tan làm, Phong đã ở ngoài cửa hàng chờ tôi. Tôi leo lên chiếc ô tô sang trọng của anh trong ánh nhìn phán xét của những đồng nghiệp làm cùng. Mình đi đâu thế anh? Sao không ăn ở quán của em luôn ạ? Em có dám ngồi đó ăn hay không? Phong trả lời, có vẻ cười. Tôi lại im lặng vì cũng chẳng biết nói gì nữa. Bữa ăn hôm đấy, Phong có xin số điện thoại của tôi. Anh hỏi han về hoàn cảnh của tôi. Tôi cũng thành thật trả lời. Hoàn cảnh gia đình như thế này, thế kia. Rồi cả lý do vì sao tôi lại nghỉ học giữa chừng lên thành phố làm việc. Không hiểu tại sao, khi nói chuyện với Phong, tôi cảm thấy rất yên bình. Anh lớn tuổi hơn tôi nhiều. Nếu gặp ở quê, có khi tôi phải gọi anh là chú. Anh cho tôi lời khuyên. Lời nói của anh ấm áp mà đầy sự quan tâm. Em có tính đến chuyện đi học nữa không? Tôi thoáng ngập ngừng. Hoàn cảnh của em bây giờ cũng khó lắm anh ạ. Em còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Thời đại này, nếu không có bằng cấp thì không thể xin được công việc tử tế đâu. Em biết ạ, em cũng tính đi làm ít năm rồi sẽ quay lại trường học. Em suy nghĩ như vậy là tốt, cần gì giúp đỡ cứ bảo anh sẽ giúp. Vâng, em cảm ơn anh. Sau bữa ăn tối ấy,
dường như tình cảm giữa tôi và Phong trở nên gần gũi hơn. Anh thường xuyên nhắn tin hỏi han tôi, quan tâm tình hình của tôi. Có lẽ anh cũng có cảm tình với tôi. Thế nhưng tôi thật sự không hiểu, một người đàn ông thành đạt như anh, nhìn thấy thứ gì ở một cô gái quê tỉnh lẻ còn chưa học hết cấp 3 như tôi, lại còn lỡ dở trong cuộc đời như tôi. Cảm giác mặc cảm tự ti khiến tôi khép mình lại trước những lời hỏi han quan tâm của Phong. Cho tới ngày hôm ấy, một biến cố lớn đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Hôm ấy, Phong có hẹn tôi đi ăn tối. Chúng tôi thường hẹn nhau đi ăn tối mỗi tuần. Vừa mới gọi món lên thì tôi có điện thoại của mẹ. Alo, mẹ à? Con ơi, về nhà đi, bố con, ông ấy sắp không qua khỏi rồi. Mẹ nói sao? Sao lại thế ạ? Con về đi, nhanh lên, không là không kịp nữa đâu con. Sao thế em, có chuyện gì thế? Phong hỏi tôi vẻ gấp gáp. Bố em, ông ấy sắp không qua khỏi. Sao lại thế? Hôm trước không phải vẫn khỏe mạnh sao? Nào, lên xe, anh chở em về nhà. Vừa về đến nhà, đã thấy trước cổng nhà tụ tập rất nhiều người. Tim tôi như thắt lại, chân tay run lẩy bẩy, lo sợ điều tồi tệ sắp xảy ra. Bố ơi, bố sao thế ạ? Liễu ơi, bố con chỉ chờ mỗi con về thôi đấy. Mẹ tôi khóc nức lên, giọng nghẹn ngào. Mẹ ơi, sao lại thế? Không phải hôm trước con về bố vẫn bình thường sao ạ? Bố con bị nhồi máu cơ tim. Mẹ vừa đi làm về thì thấy ông ấy đã ngã quỵ rồi. Mẹ tôi vừa nói vừa khóc nức nở. Những giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xám xịt của bà. Tôi nắm lấy tay bố, người đàn ông cả đời nghiêm khắc, gia trưởng, nóng tính và thường xuyên mắng chửi hai mẹ con. Thế nhưng tôi biết, ẩn sâu trong cái vẻ ngoài xù xì, gai góc ấy vẫn là tấm lòng bao la của người cha dành cho con gái. Bố ơi, con xin lỗi bố, con có lỗi với bố. Bố ơi, bố đừng bỏ con. Bố khẽ nắm lấy tay tôi, rồi dần dần buông thõng xuống. Bố ra đi quá nhanh, còn chẳng kịp chăn trối lại bất cứ điều gì. Tất cả dường như chỉ như một cơn ác mộng. Cả tôi và mẹ đều không thể chấp nhận được sự thật này. Gia đình tôi neo người. Tang lễ của bố, từ việc lớn đến việc nhỏ, đều do một tay anh Phong giúp đỡ. Sau buổi lễ, mẹ tôi dường như nằm ngất lịm trên giường. Bà quá sốc vì sự ra đi đột ngột của bố. Em ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay mệt rồi. Tôi nhận lấy bát cháo từ tay Phong. Dường như có một tia ấm áp nào đó len lỏi trong trái tim tôi. Em cảm ơn anh. Không có anh thật sự em không biết thế nào nữa. Anh đã ăn gì chưa? Cả ngày hôm nay anh vất vả rồi. Anh không sao. Anh cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Chỉ làm trong khả năng của mình thôi. Liễu này, em đừng nghỉ học nữa. Quay về trường học tập đi. Có lẽ đó cũng là mong ước của bố em. Tôi im lặng. Đây cũng là điều mà tôi đang suy nghĩ. Mẹ giờ chỉ có một mình. Sức khỏe của bà cũng yếu. Tôi không thể bỏ lại một mình bà rồi lên thành phố làm việc được nữa. Và lại mấy tháng lăn lộn nơi xứ người, tôi đã hiểu. Chỉ có học hành, cố gắng có được tấm bằng, tôi mới có thể tìm được một công việc ổn định, mới có thể chăm lo tốt cho mẹ được. Sau tang lễ của bố, tôi quyết định xin nghỉ việc hẳn trên thành phố. Cũng sắp bước vào năm học mới, nên tôi quyết định quay lại trường học. Chỉ mới nửa năm, nhưng biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra. Mất bố, mất cả đứa con còn chưa kịp hình thành trong bụng. Tôi đã học được cách bỏ ngoài tai những lời bàn tán xì xào của người khác. Giờ đây, tôi chỉ cố gắng học tập thật tốt để thi đỗ vào trường đại học tốt. Phong là người vui nhất với quyết định này của tôi. Hàng tuần anh đều lái xe về thăm tôi và mẹ. Dù không nói ra, nhưng mẹ tôi cũng biết mối quan hệ giữa tôi và anh là thế nào. Bà không phản đối, chỉ dặn dò tôi đừng đi vào vết xe đổ lần trước, giữ vững lý trí. Tôi hiểu và dường như Phong cũng hiểu. Anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải vượt quá giới hạn. Anh như người anh trai, người cha, luôn đưa ra cho tôi những lời khuyên, những định hướng trong cuộc sống. Thấm thoát cũng tới ngày thi đại học,
tôi thi đỗ vào trường đại học ngoại thương với số điểm khá cao. Khỏi phải nói, mẹ tôi vui mừng biết bao nhiêu. Bà đã thắp hương cho bố, vừa khóc. Có lẽ ở trên trời, bố tôi cũng hãnh diện về tôi. 4 năm đại học trôi qua nhanh như chớp mắt. Ngày ra trường, Phong cầu hôn tôi, ngỏ ý muốn lấy tôi làm vợ. Tôi đã để anh phải chờ đợi quá lâu rồi, nên cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Kể sơ qua về gia đình Phong, anh đã có một cô con gái tên là Yến Nhi, năm nay đã 10 tuổi. Vợ anh cũng là mẹ Yến Nhi, mất khi sinh con, nên anh ở vậy nuôi con, mãi cho đến khi gặp tôi. Có lần tôi thắc mắc, vì sao anh lại để mắt đến một cô gái như tôi? Thì anh bảo, anh nhìn thấy tôi lại nhớ về hình bóng vợ anh ngày trước. Anh bị thu hút bởi ánh mắt buồn bã u sầu của tôi. Lúc ấy tôi cứ tưởng là anh chỉ nói đùa. Cho tới ngày tôi về nhà anh chơi, nhìn thấy bức ảnh vợ anh trên ban thờ, tôi mới biết là không phải. Vợ anh, cô gái có đến 8-9 phần giống với tôi. Nhiều lúc tôi hoài nghi, không hiểu tại sao trên đời lại có người con gái giống với mình như vậy. Bố mẹ Phong mất sớm, anh ở trong ngôi nhà rộng lớn với con gái và bà ngoại của Yến Nhi, bà Phượng, là mẹ vợ trước của anh. Anh bảo, vợ trước của anh đã ở cạnh bên anh lập nghiệp từ lúc anh mới chỉ là cậu sinh viên tay trắng, cho đến khi đã là giám đốc của một công ty lớn, nên mẹ cô ấy cũng như mẹ anh. Anh không thể nào bỏ mặc bà được. Và lại, bà cũng ở cạnh bên chăm sóc Yến Nhi. Con bé thiếu thốn mẹ từ nhỏ, có bà ngoại ở bên chăm sóc, xem như cũng đỡ đần được phần nào. Hôn lễ của tôi và Phong nhanh chóng được tổ chức. Thời gian đầu, tình cảm giữa tôi và bà Phượng cùng với Yến Nhi rất tốt. Bà luôn tỏ ra ân cần, niềm nở với tôi. Yến Nhi cũng là cô bé ngoan, hiểu chuyện. Kết hôn được 2 tháng thì tôi mang bầu. Khỏi phải nói, Phong đã vui mừng biết mấy. Lúc ấy anh đã gần 40 tuổi, còn tôi mới là cô sinh viên vừa ra trường, chỉ mới tròn 24 tuổi. Tôi hạnh phúc vô cùng, cứ ngỡ rằng mình đã tìm được bến đỗ của cuộc đời. Cứ ngỡ rằng mình sẽ hạnh phúc bên Phong mãi mãi. Nhưng không, cuộc đời tôi cứ như con nước xoay vần, nó vật ngã tôi hết lần này đến lần khác. Người ta bảo, sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Quả không sai. Mọi chuyện tồi tệ sau này chỉ xảy ra khi tôi mang thai và đứa bé được chuẩn đoán là con trai. Lúc ấy, tôi không hề hay biết phong ba bão táp sắp sửa xảy ra với mình. Liễu ơi, anh về rồi. Sao phòng ốc tối om vậy em? Anh về rồi đấy à? Sao em không bật đèn cho sáng? Em mệt quá, từ sáng tới giờ đầu óc cứ quay cuồng anh ạ. Em mệt thế nào, sao không nói với anh, để anh chở em tới bệnh viện nhé? Không cần đâu ạ, bác sĩ bảo cái thai hơi yếu nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe. Nhìn em gầy rộc thế này, anh lo quá, cả ngày nay có ăn uống gì được không em? Em ăn được tí cháo rồi. Ừ, thế thì nghỉ đi cho khỏe, để anh xuống dưới lầu xem Yến Nhi đã đi học về chưa nhé. Tôi gật đầu rồi lim dim nằm nghỉ. Không hiểu tại sao, lúc mới biết tin mang thai, sức khỏe tôi rất bình thường. Ăn gì cũng thấy ngon miệng, chứ không như những bà mẹ khác bị nôn nghén. Chỉ từ lúc biết tin là thai con trai, sức khỏe tự nhiên lại kém đi. Ăn gì vào cũng thấy buồn nôn, chóng mặt. Mẹ tôi gọi điện hỏi thăm, còn bảo tôi nhõng nhẽo là tội chồng. Đến tôi cũng chẳng hiểu thế nào nữa. Liễu, thế nào rồi hả con? Cả ngày hôm nay, nó cứ nằm bẹp trên giường, không chịu ăn uống gì. Bác Phượng ân cần hỏi. Cô ấy ngủ rồi mẹ ạ. Chắc ngày mai con đưa cô ấy tới bệnh viện khám xem sao. Ui dạo, bình thường người ta chỉ nôn nghén 3 tháng đầu thôi. Sao cô chủ từ khi biết mang thai con trai lại sinh ra nghén ngẩm thế nhỉ? Là tiếng của bác Năm giúp việc nhà tôi. Bác đã làm việc ở nhà tôi từ lúc mẹ Yến Nhi còn sống, nên ai cũng xem bác như người trong nhà. Năm, ăn nói cho cẩn thận, bầu bì mệt là chuyện bình thường chứ? Bác Phượng nói có vẻ hơi gắt lên. Yến Nhi đi học về chưa hả mẹ? Sao không thấy ra ăn cơm? Không hiểu sao, con bé đi học về cứ nằm trong phòng ấy,
không chịu ra ăn cơm. Để con vào xem thử. Phong bước nhanh vào phòng con gái, thấy phòng tối om. Yến Nhi đang nằm trên giường, chùm chăn nằm ngủ. Con gái, mệt hay sao mà không ra ăn cơm? Không thấy có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc giấm dứt phát ra. Sao thế? Ai bắt nạt gì con à? Nói cho bố nghe xem nào. Yến Nhi lại càng khóc to hơn. Bố, có phải bố có em trai rồi, sẽ không yêu con nữa đúng không ạ? Phong ngẩn người. Anh không ngờ Yến Nhi sẽ hỏi anh điều này. Con nói gì vậy? Bố sẽ luôn yêu con mà. Bố nói dối. Con biết bố đã quên mẹ con rồi. Bố cũng không còn yêu con nữa. Bố chỉ biết có dì Liễu và đứa con trong bụng thôi. Yến Nhi, con nói lung tung gì thế? Là ai dạy cho con, hả? Con chẳng cần ai dạy. Con nhìn là biết mà. Bố đã quên mẹ con rồi. Phong lắc đầu, vẻ bất lực. Anh xuống giọng. Thôi, ngoan, nghe lời bố ra ăn cơm. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Chủ nhật bố đưa con ra ngoài chơi. Nhưng con không muốn đi với dì Liễu. Con chỉ muốn đi với bố và bà ngoại thôi. Được rồi, chiều con hết. Được thỏa hiệp, nên Yến Nhi vui vẻ ra ngoài ăn cơm. Phong không hề biết rằng đây là một kế hoạch đã được sắp xếp từ trước, mà chủ mưu không ai khác chính là bác Phượng và cô giúp việc tên Năm. Hôm ấy là chủ nhật, như đã hứa, Phong đưa Yến Nhi ra ngoài đi chơi. Trước khi đi, anh còn quay lại hỏi tôi. Em không đi thật à? Đi một chút cho vui. Em mệt thật anh à, không có sức đi đâu cả. Vậy em nằm nghỉ đi, anh đưa Yến Nhi ra ngoài một lát, chiều về anh chở em đi khám nhé. Vâng, hai bố con đi chơi vui vẻ nhé. Phong tạm biệt rồi khẽ hôn nhẹ một cái lên trán tôi. Đây là thủ tục của anh mỗi khi ra ngoài. Tôi híp mắt cười hạnh phúc. Tôi biết rằng Phong yêu tôi nhiều. Anh đã luôn đứng phía sau âm thầm đợi tôi. Từ lúc tôi còn là cô gái chưa tốt nghiệp nội cấp 3, đến khi tôi cầm trên tay tấm bằng đại học. Anh luôn là hậu phương vững chắc, là bến neo đậu an toàn của tôi. Vì thế nên tôi càng yêu đứa con trong bụng. Đây là kết tinh tình yêu của tôi và anh. Nằm mãi tới gần trưa, thấy nhà cửa im ắng nên tôi xuống giường, định bước xuống lầu để tìm chút gì ăn. Bác Năm ơi, sao nhà cửa im ắng vậy ạ? Cô Liễu dậy rồi à? Cậu Phong và bé Nhi cùng với bà Phượng đều ra ngoài hết rồi. Cô đã đói chưa? Để tôi dọn ăn. Vậy bác dọn giúp cháu ít đồ ăn ạ. Đang bước một chân xuống cầu thang thì bỗng tôi bị trượt. Sàn nhà dường như trơn trượt hơn thường ngày. Tôi ngã đập mông xuống cầu thang rồi lăn một đường dài xuống lầu. Tiếng bác Năm hét lên. Cô Liễu, cô có sao không? Tôi đau quá. Phía dưới bụng quặn thắt, ở giữa hai chân tôi bắt đầu xuất hiện một vệt máu dài. Ký ức về lần sảy thai đầu tiên hiện về. Buổi tối hôm ấy, tôi cũng đau bụng như thế. Tôi cũng xuất hiện vết máu như vậy. Trời ơi, đứa con trong bụng của tôi. Tôi chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa thì đã nằm ngất lịm trên sàn nhà. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy đầu óc mình choáng váng, chân tay nặng trịch. Trên tay còn đang chuyển dở. Tôi định nhấc cánh tay lên thì kim đâm vào da thịt đau đớn. Liễu, em tỉnh rồi à? Là tiếng của Phong. Anh, em đang ở đâu vậy? Đây là bệnh viện ư? Phong im lặng, ánh mắt anh nhìn tôi buồn rười rượi. Anh, con em đâu? Con em sao rồi? Lúc nãy em bị té ngã. Con em không sao đúng không anh? Phong không nói gì, anh chỉ im lặng, nắm chặt tay tôi. Hành động ấy của anh lại càng khiến tôi đau nhói. Anh nói thật cho em biết đi. Phong, con em đâu hả anh? Liễu, bình tĩnh đi em. Rồi mình sẽ có đứa con khác mà. Em còn trẻ mà. Nhất định sẽ có đứa con khác mà. Phong nói, càng nói, anh càng nắm chặt lấy bàn tay tôi. Lời nói của Phong làm tôi chết lặng, như một tiếng sét rạch ngang bầu trời đang yên ả. Ông trời ơi, vì sao lại biết cách trêu đùa tôi như vậy? Hai lần, đã hai lần rồi tôi phải trải qua cảm giác đau đớn như vậy. Có phải là tôi đã mang tội nghiệt gì, nên ông trời mới trừng phạt tôi như thế hay không? Tôi nằm viện một tuần thì xuất viện.
biết tin tôi bị sảy thai, nên mẹ tôi ở quê cũng tranh thủ lên để chăm bẵm. Bà cứ nhìn thấy tôi là khóc. Hai mẹ con cứ ôm nhau, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Thôi, việc đã lỡ rồi, con đừng tự trách mình nữa. Cái số mình nó vậy, giờ việc của con là phải tĩnh dưỡng, bồi bổ cơ thể cho khỏe mạnh. Con không can tâm mẹ à, rõ ràng là cái thai rất khỏe mạnh. Hồi mới bầu, con còn không nôn nghén gì. Chỉ từ lúc biết thai là con trai, con bỗng nhiên mệt rã rời, bụng đau lâm dâm. Cho tới hôm qua, tự nhiên bị trượt ngã. Rõ ràng con bước rất chậm, rất cẩn thận mẹ ạ. Tôi vừa kể, vừa khóc nức nở với mẹ. Mẹ ôm tôi vào lòng mà vuốt ve lên mái tóc tôi. Con kể mẹ cũng thấy lạ, thường thì người ta chỉ nôn nghén mấy tháng đầu. Thôi thì cơ địa mỗi người mỗi khác, con đừng tự trách mình nữa nhé. Tôi chỉ biết im lặng, những giọt nước mắt rơi giàn giụa trên khuôn mặt. Tôi còn không thể ngủ được, cứ nhắm mắt là nỗi đau mất con lại ùa về. Cứ nhắm mắt là dường như tôi lại nghe thấy tiếng đứa con còn chưa kịp thành hình gọi mẹ. Nỗi đau này quá lớn khiến tôi không thể gượng dậy. Cũng may là trong những ngày này luôn có mẹ bên cạnh và cả Phong. Anh luôn quan tâm tôi từng chút một. Đi làm về cả ngày, tối đến, anh vẫn tranh thủ dành thời gian bên tôi. Về nhà được 2 tuần thì tôi có lịch tái khám để kiểm tra. Sáng đó, Phong có lịch họp nên không thể xin nghỉ, nên dặn mẹ và tôi bắt taxi để đi. Đi được nửa đường thì phát hiện là quên mang giấy hẹn của bác sĩ, nên tôi đành bắt xe để quay lại. Mẹ, để con lên nhà lấy cho, chân cẳng mẹ không tốt lại phải leo trèo. Ừ, thế con cẩn thận nhé. Vâng ạ. Bước vào nhà, thấy nhà cửa yên ắng. Định gọi dì Năm thì tôi phát hiện có tiếng nói chuyện xì xầm trong phòng bác Phượng. Vốn dĩ tôi không để tâm, định bước lên lầu lấy đồ, nhưng lướt qua thì một giọng nói đập thẳng vào tai tôi. Mọi chuyện phải xử lý cho gọn ghẽ, đừng để xảy ra sơ suất gì. Vâng, bà yên tâm, tôi làm việc cặn kẽ, không ai nghi ngờ gì hết đâu. Hai mẹ con nhà quê đó muốn sinh cháu trai để chiếm đoạt tài sản của cháu gái tao à? Đừng hòng. Vừa nói, bà Phượng vừa nghiến răng ken két. Tôi lạnh cả sống lưng, rồi ra hiệu cho xe chạy trong im lặng. Cuộc nói chuyện vừa nãy là thế nào? Cái thai của tôi không phải tự nhiên mà mất. Chắc chắn hai người đó đã giở trò gì sau lưng. Họ chính là kẻ đã giết con tôi. Tôi nhất định phải tìm cho ra lẽ. Liễu, sao thế con? Có chuyện gì mà mặt trắng bệch vậy? Mãi suy nghĩ nên tôi không để ý lời nói của mẹ. Liễu, có chuyện gì thế con? Không có gì đâu mẹ, con chỉ hơi mệt thôi. Mẹ tôi già rồi, bà chỉ là người phụ nữ nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, buôn gánh bán bưng. Bà sẽ không bao giờ biết được lòng dạ con người có thể cay độc đến mức nào đâu. Tôi không thể nói chuyện này cho bà được, tôi không thể để cho mẹ liên lụy vào việc này được. Vì không có giấy hẹn nên tôi phải ngồi đợi hơi lâu, nhưng thế cũng hay. Tôi đã vạch sẵn trong đầu một kế hoạch. Tôi nhất định phải truy tìm ra chân tướng để những kẻ có tội phải đền tội. Trên đường về nhà tôi bảo mẹ. Mẹ, bác sĩ cũng nói rồi, sức khỏe con hồi phục khá tốt. Mẹ cứ yên tâm về quê đi ạ. Nhưng mẹ không yên tâm, để mẹ ở cùng con thêm ít hôm nữa. Mẹ cứ khéo lo, có chồng con, rồi có cả giúp việc và bác Phượng nữa. Ai cũng quan tâm con mà. Lần nữa một hồi, mẹ tôi cũng gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ. Tôi hỏi Phong. Anh này, nhà mình trước giờ có lắp camera không ạ? Sao em lại hỏi việc này? Phong ngạc nhiên. À, tự nhiên lúc sáng em đọc báo thấy khu này thường xuyên có trộm, nên hỏi vậy thôi à? Em bị mất gì à? Sao không nói với anh? Đâu, em chỉ tiện hỏi thế thôi mà. Nhà mình chỉ có một cái trong phòng khách, anh lắp lâu rồi cũng chẳng ngó ngàng gì đến nữa. Tôi như mở cờ trong bụng. Thế anh cài vào máy để em xem nhé, ở nhà rảnh cũng chẳng có việc gì làm. Ừ, để mai anh nhờ người cài vào máy cho em. Hôm nay muốn làm quản gia rồi à? Mọi hôm có thèm ngó ngàng gì đâu. Phong cười nửa đùa nửa thật.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Anh yêu tôi nhiều đến thế, tôi phải bảo vệ gia đình nhỏ của mình, không để kẻ nào làm hại nó. Sau khi có được video ghi lại camera, tôi bắt đầu dò lại từng mốc thời gian. Tiếc là camera này chỉ ghi lại được một góc của bàn ăn trong bếp cùng với góc dưới chân bàn cầu thang, không ghi lại được toàn bộ. Tôi quay ngược lại mốc thời gian tôi mới mang bầu. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không có gì khả quan. Sực nhớ về thời điểm tôi bắt đầu mệt mỏi là lúc biết tin cái thai trong bụng là con trai. Tôi chắc chắn họ đã giở trò gì sau lưng. Mất cả một buổi không tìm ra manh mối, tôi chán nản, chuẩn bị tắt máy nằm nghỉ thì phát hiện điều kỳ lạ. Tôi thấy bác Phượng đang lén lút cầm gì đó vào trong bếp. Phóng to màn hình, tôi thấy trên tay bà ta đang cầm một túi đen. Bà ta nhanh chóng dúi vào tay dì giúp việc. Rất gọn ghẽ, dì Năm đón túi thuốc rồi giấu vào trong tủ bếp. Không biết đây là túi gì, vì sao họ lại lén lút như vậy? Tôi chắc chắn có điều mờ ám ở đây. Lại tiếp tục di chuyển về ngày tiếp theo, tôi thấy dì Năm lén lút mở tủ bếp, lấy một viên thuốc từ trong túi đen rồi nghiền nhỏ, bỏ vào trong bát cháo mang lên cho tôi. Đúng như tôi dự đoán, chắc chắn thứ thuốc họ bỏ vào bát cháo của tôi là nguyên nhân khiến cho tôi bỗng nhiên trở nên mệt mỏi, rã rời như vậy. Dì Năm không chỉ bỏ một lần, mà bỏ 3-4 lần liên tiếp theo đó. Tôi chuyển vị trí đến ngày tôi bị trượt ngã. Hôm đó cả nhà đi ra ngoài nên nhà cửa vắng ngắt. Chỉ có dì Năm đi qua đi lại. Tầm 9 giờ sáng, bà ta vào bếp cầm một chai dầu ăn và một cái khăn đi lên tầng. Bà ta cầm chai dầu ăn lên tầng để làm gì? Chắc chắn bà ta đã giở trò gì. Đúng rồi, hôm đó rõ ràng tôi bước rất chậm rãi, thế mà vẫn bị trượt ngã. Nhất định là bà ta đã bôi dầu ăn ở bậc cầu thang, khiến tôi trượt ngã. Vậy là họ đã bỏ thuốc vào thức ăn, khiến cái thai của tôi yếu ớt. Và chỉ cần một cú trượt ngã là khiến đứa con của tôi bỏ mạng. Một kế hoạch kín kẽ đến không ngờ, thâm độc đến đáng sợ. Tôi không thể ngờ họ lại ra tay tàn ác với tôi đến vậy. Tôi nhanh tay lưu lại những đoạn video chứng cứ được cắt ra từ camera. Họ sẽ không ngờ camera ở phòng khách lại chiếu được vào tận trong bếp nên sẽ không có nghi ngờ gì. Có được chứng cứ trong tay, tôi im lặng chưa nói gì với Phong. Tôi cần một chứng cứ chính xác hơn. Sáng hôm đó, tôi giả vờ cần đi siêu thị mua chút đồ nên nói với bác Phượng để dì Năm đưa tôi đi. Tôi dẫn bà ta vào quán cà phê ở đầu ngõ. Cô Liễu, sao cô bảo đi siêu thị mua đồ? Cháu mệt quá, vào đây nghỉ một chút ạ. Dì Năm, dì làm việc ở đây cũng lâu rồi. Cả anh Phong và Yến Nhi đều xem dì như người thân trong nhà. Vâng, tôi may mắn được mọi người yêu thương. Con cái của dì vẫn khỏe cả chứ ạ? Con gái lớn đã lấy chồng, còn trai út đang học đại học. Sao cô lại hỏi tôi chuyện này ạ? Dì cũng là mẹ, dì cũng biết tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào. Sao dì lại làm thế? Cô Liễu, cô nói gì tôi không hiểu ạ? Dì xem cái này đi rồi sẽ hiểu. Tôi lấy điện thoại, mở video cắt ra từ camera cho dì Năm xem. Xem đến đâu, bà ta mặt mày trắng bệch đến đó, miệng lắp bà lắp bắp. Cô lấy video này từ đâu đấy? Dì biết trong bếp không có camera đúng không? Nhưng ngàn vạn lần dì sẽ không biết là camera ở phòng khách có thể xem được một góc phòng bếp và cầu thang lên lầu đâu. Tôi không làm gì cả. Video mờ nhạt này không có ý nghĩa gì đâu. Ai bảo với dì như vậy? Bà Phượng đúng không? Nếu tôi giao nộp chứng cứ này ra công an, để xem công an sẽ điều tra như thế nào. Để xem hai đứa con ở quê của dì sẽ như thế nào nhé. Cô Liễu, tôi xin cô, tôi lỡ dại. Tất cả tôi chỉ nghe theo sắp xếp của bà Phượng thôi ạ. Tôi chỉ làm theo thôi. Dì nói mau cho rõ ràng đi. Hôm ấy, bà Phượng mang về 5 viên thuốc. Bà bảo là thuốc phá thai. Cái thai của cô đã hơn 3 tháng, nên thuốc sẽ kém tác dụng. Nên bà Phượng bảo với tôi là nghiền nhỏ thuốc, rồi bỏ từng chút nhỏ vào đồ ăn của cô, để làm cái thai yếu đi. Sau đó làm sao? Dì nói đi. Sau đó, đợi cơ hội làm cho cô té ngã, cái thai sẽ dễ bị sảy hơn. Tôi sai rồi, cô Liễu. Tôi chỉ làm theo lệnh của bà Phượng thôi. Tôi không biết gì cả đâu.
Tuy đã đoán được trước mọi việc làm của bọn họ, nhưng nghe tận miệng họ nói ra, tôi không giữ nổi bình tĩnh, nước mắt trào ra giàn giụa. Nỗi căm hận dâng nghẹn lên tận cổ. Tất cả lời nói vừa nãy của bà giúp việc đã được tôi ghi lại. Giờ đây chỉ cần giao nộp lên công an, những người kia sẽ phải trả giá đắt. Tối đó, đợi lúc mọi người đã ngủ say, tôi nói với chồng tất cả mọi việc. Phong ngơ ngác ngỡ ngàng, anh không tin mọi việc lại do một tay bà Phượng sắp xếp. Em có nhầm lẫn gì không? Mọi việc không thể như thế được. Nhầm lẫn? Em đã cho anh xem tất cả bằng chứng, anh còn quay lại hỏi em như thế ư? Mẹ anh không phải là người như thế, bà ấy đã ở với anh hơn chục năm nay. Mẹ anh, bà ta có đúng là mẹ anh hay không? Nếu là mẹ ruột của anh, bà ta sẽ không bao giờ đối xử với con của chúng ta như thế đâu. Phong im lặng, tôi biết anh đang rất sốc. Hồi lâu anh nói, giờ em tính mọi chuyện như thế nào? Em sẽ báo công an, em sẽ bắt bà ta phải ngồi tù. Bà ta phải đền tội cho đứa con trong bụng của em. Liễu, em bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Em làm lớn mọi việc lên cũng đâu có ích lợi gì. Thế anh muốn thế nào? Anh muốn em im lặng? Anh muốn em nhẫn nhục sống mà xem như không có chuyện gì hay sao? Ý anh không phải như thế, em bình tĩnh đi. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Em đã quyết rồi, nhất định em sẽ không để yên việc này đâu. Tôi nói rồi quay người đi ngủ. Mọi chứng cứ đã rõ, giờ chỉ cần cho Phong thời gian để chấp nhận. Tôi hiểu anh là người trọng tình trọng nghĩa. Anh xem bà Phượng như mẹ ruột, như người thân trong nhà. Dường như dì Năm đã nói tất cả với bà Phượng. Sáng đó, bà ta rón rén đến nói chuyện với tôi. Liễu, bác cháu mình nói chuyện một chút có được không? Cũng được. Nhân tiện có anh Phong đang ở nhà, chúng ta cùng nói chuyện luôn. Gian phòng lặng ngắt như tờ. Chỉ có ánh mắt lấm lét sợ hãi của bà Phượng và dì giúp việc. Cả ánh mắt trốn tránh của Phong cùng với ánh nhìn căm phẫn của tôi. Bác Phượng, cháu luôn xem bác như mẹ anh Phong. Luôn cung kính, hiếu thảo với bác hết mực. Nhưng không ngờ bác lại ác độc như thế. Liễu, cho bác xin lỗi, bác lỡ dại. Lỡ dại? Có đúng là lỡ dại hay không? Hay đó là âm mưu từ lâu của bác? Chỉ đợi ngày hành động. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Mọi việc hãy đợi ra công an giải quyết. Liễu, bác xin lỗi. Phong ơi, cứu mẹ với. Mẹ xin lỗi con. Con biết mẹ yêu thương Yến Nhi như thế nào mà. Cái tuyết ở trên trời có nhìn thấy cũng sẽ không yên lòng đâu. Phong ơi, xin con tha lỗi cho mẹ. Phong im lặng. Từ nãy đến giờ, anh không hề nói một lời nào. Bác van xin cũng không có ích gì đâu. Mọi việc hãy để pháp luật giải quyết. Đến lúc này, bà ta quỳ rụp xuống. Nước mắt ngắn dài rơi trên mặt. Phong ơi, cứu mẹ với Phong ơi. Coi như con niệm tình cái tuyết vì sinh con cho con mà chết. Niệm tình mẹ đã chăm sóc Yến Nhi hơn 10 năm qua. Con tha cho mẹ một lần đi, Phong ơi. Mẹ ngồi dậy đi, đừng quỳ như thế ạ. Con tha lỗi cho mẹ đi. Con tha lỗi cho mẹ thì mẹ mới đứng dậy, con ơi. Rồi rồi, mẹ đứng dậy đi rồi nói chuyện. Bà đừng tưởng đưa nước mắt ra là giải quyết được vấn đề. Không dễ thế đâu. Tôi không thể nhịn được cái vẻ mặt giả tạo của bà nữa. Liễu, em bớt nói một chút đi. Bớt nói? Em đã nói lời nào quá đáng chưa? Ý anh là sao? Chẳng lẽ đứa bé là con của một mình em? Anh không đau xót, không thương con sao hả Phong? Đứa bé cũng là con của anh mà. Nhưng em làm lớn mọi chuyện cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Đều là người nhà cả. Không lẽ em định cho mẹ vào tù mới hả lòng hả dạ em sao? Vậy anh tính sao? Anh tính ậm ừ cho qua chuyện. Anh định để một hai giọt nước mắt của bà ta xóa đi nỗi đau mất con của em ư? Anh đừng hòng. Liễu, em quá quắt vừa thôi. Bà ấy là mẹ anh, là bà ngoại của con gái anh đấy. Đúng rồi, anh chỉ có vợ trước của anh thôi. Anh yêu tôi cũng vì tôi giống cô ấy thôi, đúng không? Tôi mãi mãi chỉ là kẻ thay thế thôi, đúng không? Tôi vừa nói vừa òa khóc nức nở. Cái vết nhọt trong lòng này đã âm ỉ từ lâu. Tôi đã cố gắng gói ghém nó lại, nhưng không thể. Anh cũng bảo tôi giống người vợ đã mất của anh. Đến chính tôi còn thấy thế mà. Nếu không phải vì giống cô ấy, anh đã không để ý tôi từ lúc tôi còn là cô gái nhà quê mới bước chân lên thành phố như vậy. Liễu, đừng lôi người đã khuất vào chuyện này có được không? Anh sao vậy?
Không phải bà ta chính là người lôi con gái bà ta vào hay sao? Em chỉ mới hỏi có một câu thôi mà. Sao anh chỉ bênh mỗi bà ta vậy? Anh không để ý gì đến cảm xúc của em ư? Lý trí cũng không thể nào ngăn nổi cảm xúc của tôi lúc này. Tôi cảm thấy mình không thể đứng ở đây thêm một phút giây nào nữa. Vơ vội túi sách, tôi bỏ ra khỏi nhà. Một mình đi trên con đường vắng. Chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua cũng đủ khiến cả người tôi run lẩy bẩy. Cả tâm hồn đều lạnh giá. Người tôi gọi là chồng, người đầu ấp tay kể với tôi, bố của con tôi lại đứng đó bênh vực kẻ đã hãm hại đứa con của chúng tôi. Cay đắng biết bao nhiêu. Đêm đó tôi không về nhà, hay nói đúng hơn là không có một cuộc gọi nhỡ nào từ Phong. Anh thừa biết tôi không có người quen nào ở đây, cũng không có bạn bè thân thuộc nào. Anh càng lúc càng xa cách, đến nỗi tôi không thể nào nhận ra nữa. Sáng ngày hôm sau, từ khi còn tờ mờ sáng, tôi đã quyết định sẽ bắt xe về quê. Tôi chỉ còn mẹ là bến neo đậu cuối cùng và duy nhất vào lúc này. Đến mẹ tôi cũng không thể ngờ được một con người bình thường lại có thể nham hiểm ác độc đến như vậy. Suốt một tháng sau đó, Phong có hỏi thăm tôi, bảo tôi về nhà. Nhưng ngay khi tôi hỏi anh định giải quyết chuyện ấy như thế nào, thì anh lại im lặng. Anh bảo chuyện đã qua, không nhất thiết phải làm lớn chuyện. Tôi không thể hiểu nổi. Mất con, anh dường như không đau xót. Đến cả kẻ giết hại con, anh cũng dễ dàng bỏ qua như vậy. Hay là tình cảm của anh dành cho tôi vốn dĩ hời hợt, không đủ để anh cứng rắn đưa người đàn bà mà anh gọi là mẹ vợ ấy vào tù. Tôi còn nhớ buổi tối mùa đông lạnh buốt năm ấy, tôi có hẹn gặp anh ở nhà hàng mà ngày ấy anh và tôi gặp lại nhau. Liễu, dạo này em thế nào, có khỏe không? Em vẫn ổn. Em đã nghĩ thông suốt chưa? Quay về đi. Anh nghĩ em và anh còn có thể quay lại nữa hay không? Em lại suy nghĩ linh tinh gì thế? Đã 3 tháng trôi qua, anh vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết cho trọn cả đôi đường hay sao? Xem như anh xin em mà, hãy để cho cả hai có cơ hội. Mẹ anh, bà ấy cũng đã biết lỗi rồi, hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Anh nghĩ em có thể tha thứ cho bà ấy không? Em đừng quá cứng nhắc như vậy. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Em không thể. Em vĩnh viễn không thể quên nỗi đau ngày hôm ấy. Nếu như anh đã chọn đứng về phía mẹ vợ anh, thì chúng ta hãy chấm dứt cuộc hôn nhân này. Em nói linh tinh cái gì vậy? Anh thừa hiểu tính em, trừ khi em không biết. Còn nếu em đã biết thì em không thể nào bỏ qua. Đây là đơn ly hôn em đã ký sẵn. Em và anh không có bất cứ tài sản chung nào. Anh ký vào đây nữa là chấm hết. Tôi đặt tờ giấy lên bàn rồi đứng dậy ra về. Nếu anh đã không thể quyết định thì tôi sẽ là người quyết định. Nếu anh đã đứng về phía bà ta thì tôi sẽ là người ra đi. Tôi sẽ không khiến cho anh phải khó xử. Quay lại ngôi nhà đó, hàng ngày sống chung với kẻ đã sát hại con mình là điều không thể. Vậy nên đây là cách tốt nhất cho cả hai. Cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc chóng vánh như thế. Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trong tay, tôi rất dễ dàng tìm được công việc phù hợp. Buổi ngày tôi đi làm, tôi đến tranh thủ học thêm tiếng Anh, rồi học thêm tiếng Trung. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thành công bằng chính nỗ lực của mình. Tôi sẽ thành công để phụng dưỡng mẹ già. Tôi cũng thầm cảm ơn Phong. Nếu không có anh thì cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Có kiến thức, có bằng cấp, có khả năng đứng trên đôi chân của mình. Tôi không biết tương lai của mình sẽ thế nào. Liệu tôi có gặp và yêu thêm được ai nữa hay không, sau 2 lần đổ vỡ, sau 2 mối tình chua chát và đầy đắng cay. Thế nhưng tôi vẫn yêu đời. Tôi còn trẻ và tình yêu không phải là điều quan trọng duy nhất trong cuộc sống này. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong câu chuyện Kiếp Hồng Nhan. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết câu chuyện. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.